Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 9. Đám hổ báo liệp hồn đoàn này cũng không phải là thứ tốt lành gì, đây không phải đang muốn cướp đoạt sao. Bàn tử cách đó không xa cũng nhìn không được, chuẩn bị rút đao tương trợ. Lão nhị, chờ một chút. Tiêu Phàm ngăn bàn tử lại, sát khí trong mắt lập lòe. Nghe thấy Nguyên báo nói, sắc mặt đám người Vương Liệt biến đổi. Nếu như huynh đệ bọn họ không ngã xuống thì còn có thể cùng hổ báo liệp hồn đoàn phân cao thấp, nhưng hiện tại, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ của mấy người kia. Làm sao, còn chưa cút? Nguyên báo nhe răng trợn mắt nói, động tác như muốn chuẩn bị xuất thủ. Đại ca, chúng ta đi. Vương Viêm nén giận, nhưng hắn cũng không thể kéo Vương Liệt đi. Nguyên báo lạnh lùng cười một tiếng, sau đó lạnh giọng nói, không đi đúng không? Tưởng chúng ta thật sự không dám giết các ngươi sao? Các huynh đệ, làm thịt bọn hắn. Con mẹ mày, Vương Liệt đột nhiên bạo khởi vung một quyền vào ngực Nguyên báo, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta líu lưỡi. Ngươi dám? Nguyên hổ bên cạnh quát một tiếng như sấm, thân thể như một con hổ xuất chuồng, quyền cương lấp lóe giao phong với Vương Liệt. Oanh, cuồng phong khuấy động bốn phía, Vương Liệt hai mắt sung huyết vô cùng phẫn nộ. Tử thương mấy vị huynh đệ. Nếu như không cho bọn hắn một cái công đạo, hắn là sao còn mặt mũi tiếp tục làm đoàn trưởng của Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Chung quy là lực lượng nguyên hổ mạnh hơn mấy phần, thân hình Vương Liệt bay ngược đâm vào một cây cổ thụ, xương sườn bị gãy đến mấy cái. Vương Liệt, đều là do ngươi muốn chết, lão tử muốn đùa giỡn với các ngươi đã là rất vinh hạnh cho các ngươi rồi, thật sự nghĩ mình rất có giá sao. Nguyên hổ sát khí đằng đằng đi về hướng Vương Liệt. Vương Viêm. Các ngươi chạy mau, ta liều mạng với bọn chúng. Vương Liệt gào thét kêu, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ nguyên hổ, những người khác khẳng định đánh không lại hắn. Hơn nữa, hổ báo liệp hồn đoàn có 8 người, vô luận phương diện nào đều mạnh hơn bọn hắn. Muốn chạy, hôm nay một tên cũng đừng hòng thoát. Nguyên hổ gầm một tiếng, hổ báo liệp hồn đoàn bỗng nhiên vây quanh đám người Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn. Cho dù chết, lão tử cũng phải kéo theo một cái đệm lưng. Vương Viêm gào thét. Đúng là thứ không biết tự lượng sức. Nếu không phải thấy các ngươi có thể chống đỡ Thiết Bối Hùng vài chiêu thì ta làm sao thèm hợp tác cùng các ngươi. Nguyên hổ coi thường, nguyên lai ngươi đã sớm tính kế bọn ta. Vương Liệt nheo mắt, trong lòng hối hận tới cực điểm. Ai bảo các ngươi rất dễ ức hiếp, không khi dễ các ngươi thì khi dễ ai. Tưởng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều dễ sống như vậy sao? Nguyên báo cười ha ha một tiếng, những người khác cũng cười lên. Đừng nói nhảm với bọn hắn nhiều như vậy, lập tức giết hết. Sắc mặt Nguyên Hổ âm trầm nói, hồn lực toàn thân tản ra, đỉnh đầu hắn xuất hiện một hư ảnh hắc ưng lộ ra khí thế sắc bén. Nguyên Hổ nhảy lên lao đến đánh một quyền, trên mặt Vương Liệt lộ vẻ tuyệt vọng, cỗ kình phong kia đã làm cho hắn không cách nào mở mắt ra được. Phốc, huyết hoa nở rộ trong hư không, Vương Liệt chỉ cảm thấy trên mặt mình dính thứ gì đó ẩm nóng. Khi hắn mở mắt lại thấy Nguyên Hổ đang che lấy chỗ cay cụt trên thân thể không ngừng chảy máu, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một cánh tay Nguyên Hổ đang nằm dưới đất cách Vương Liệt không xa. Đại ca, Nguyên báo kêu to, biến cố bất thình lình hù tất cả mọi người của hổ báo liệp hồn đoàn, mấy người của Lạc Nhật liệp hồn đoàn cũng kinh ngạc không thôi. Một quyền của Nguyên Hổ, Vương Liệt không có khả năng tránh thoát, tại sao Nguyên Hổ đột nhiên bị chặt mất một cái cánh tay? Ai? Cút ra đây cho lão tử. Nguyên hổ gầm thét, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn xem bốn phía. Cái gì, có người. Sắc mặt đám người nguyên báo biến đổi, đề phòng nhìn xung quanh. Đột nhiên, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có hai tên thanh niên bẩn thỉu đang đi tới, bên cạnh hai người còn có một con mèo nhỏ màu vàng. Đám người Vương Liệt nhìn thấy thiếu niên gầy yếu kia, trên mặt lộ ra thần sắc kích động, hét lớn, tam thiếu. Ngươi là ai, hổ báo liệp hồn đoàn ta cùng các ngươi không oán không thù. Vì sao lại tập kích chúng ta? Nguyên hổ một tay che vết thương, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm thập phần băng lãnh, đi từng bước một về phía Nguyên hổ, lạnh giọng nói, không phải ngươi vừa nói do bọn họ dễ ức hiếp, cho nên các ngươi mới khi dễ bọn hắn sao? Ta cũng cảm thấy các ngươi dễ ức hiếp. Nguyên hổ nghe vậy, liền theo bản năng lui lại mấy bước. Trên người đối phương phát ra khí thế làm bọn hắn kinh hồn táng đảm, người này tuyệt đối là chiến tôn cảnh, hơn nữa còn là cường giả bên trong chiến tôn cảnh, không phải Thiết Bối Hùng tứ giai sơ kỳ có thể so sánh.
Tam thiếu, đám khốn kiếp này không chỉ hãm hạo chúng ta, bọn chúng còn muốn độc bá Thiết Bối Hùng. Vương Viêm thần tình kích động nhìn Tiêu Phàm. Tứ giai hồn tinh cho các ngươi, thi thể Thiết Bối Hùng cũng cho các ngươi. Nguyên Hổ nghe vậy liền vội vàng lấy ra hồn tinh của Thiết Bối Hùng. Tiêu Phàm cười không nói, trên đời này làm gì có sự tình dễ dàng như vậy, Vương Liệt muốn thứ thuộc về họ thì ngươi lại muốn giết người ta, hiện tại thì hay rồi, lấy ra một viên hồn tinh tứ giai liền muốn chuộc lại mạng của các ngươi sao? Tiểu tử, ngươi nên biết, chúng ta là... Nguyên Báo thấy Tiêu Phàm không định buông tha cho bọn hắn liền lập tức chuẩn bị uy hiếp. Hồng hộc, nhưng lời còn chưa nói xong thì huyết quan đã xuất hiện, ánh mắt Nguyên Báo lộ ra vẻ kinh khủng, hắn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Phù phù một tiếng đã không dậy nổi nữa. Mau trốn, Nguyên Hổ chấn kinh, thực lực Tiêu Phàm làm hắn cảm thấy sợ hãi, hơn nữa ánh mắt kia quá lạnh, lúc này không trốn thì hẳn phải chết không chút nghi ngờ. Hừ, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, kiếm quang chập trùng trong hư không, mấy người còn lại tất cả đều bị nhất kiếm phong hầu. Văn Phong công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Hổ che lấy cổ, nói xong câu đó liền phù phù ngã xuống mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng. Văn Phong công tử, con người Vương Liệt rung động, chẳng lẽ lời bọn chúng trước đó là thật, hổ báo liệp hồn đoàn là nanh vuốt của Văn Phong công tử. Văn Phong công tử rất mạnh sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Vương Liệt lộ vẻ sợ hãi, lập tức cau mày một cái. Tam thiếu, ngươi không biết Văn Phong công tử kia là Hoàng Thành Thập Tú sao? Vương Liệt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Ta đang chuẩn bị đi Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, các ngươi làm sao ở chỗ này? Tiêu Phàm gật đầu. Căn bản không quan tâm Hoàng Thành Thập Tú là thứ gì. Sau đó nhìn về phía đám người thụ thương, lấy ra một chút kim sang dịch cho bọn họ, một lúc sau thương thế mấy người khôi phục không ít, ít nhất có thể đủ miễn cưỡng đứng lên. Đa tạ tam thiếu. Vương Liệt cảm kích nói, sau đó đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai sau khi trợ giúp Tiêu Phàm rời khỏi Tiêu Thành, bọn họ liền bị Tiêu gia truy nã, đành phải ly biệt quê hương. Bọn họ sợ ở tại Đại Yến Vương Triều không an toàn, liền trực tiếp chạy tới Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Sự tình sau đó Tiêu Phàm cũng đại khái đoán được, lập tức nhìn đám người nói, sau này các ngươi tính như thế nào? Bọn ta không thể tiếp tục ở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, rất nhiều người biết chúng ta cùng hổ báo liệp hồn đoàn đi ra, bọn hắn một tên cũng không trở về, Văn Phong công tử khẳng định sẽ không tha cho chúng ta. Vương Liệt mặt xám như cho. Đừng quá bi quan. Ta viết một lá thư cho các ngươi đến Tiêu Thành giao cho Tiêu Hàn, về sau không ai dám khi dễ các ngươi. Tiêu Phàm nói ra, thấy mấy người không tin, Tiêu Phàm lại đem tình huống Tiêu Thành nói đơn giản một lần. Tạ ơn tam thiếu, chúng ta liền về Tiêu Thành, đúng lúc người nhà của chúng ta còn ở trong tiểu trấn phụ cận Tiêu Thành. Vương Liệt kích động nói, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, những người khác cũng quỳ theo. Tất cả mọi người lên, không có các ngươi. Tiêu Phàm ta cũng không sống đến hôm nay. Tiêu Phàm vội vàng đỡ Vương Liệt dậy, hít sâu một hơi hỏi, đúng rồi, người mới vừa nói Hoàng Thành Thập Tú, giới thiệu sơ lược cho ta đi. Gạch nối. Tiêu Phàm đứng trên một gốc cổ thụ nhìn Lạc Nhật Liệp hồn đoàn rời đi, trước đó hắn cho Vương Liệt chừng 10 viên hồn tinh tứ giai, còn có một đống thi thể hồn thú. Có những thứ này, Tiêu Phàm tin tưởng người Lạc Nhật Liệp hồn đoàn cũng có thể tại Tiêu Thành sống một cuộc sống sung túc. Không cần phải tạm bỡ qua ngày. Lão Tam, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều còn có Hoàng Thành Thập Tú gì đó, chúng ta cũng sẽ không quá nhàm chán. Bàn tử cười cười tựa như hận không thể lập tức xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lão Nhị, có phải ngươi biết Hoàng Thành Thập Tú hay không? Tiêu Phàm cổ quái nhìn bàn tử. Nghe nói qua mà thôi, Văn Phong công tử trong miệng Vương Liệt chính là truyền nhân của Bách Lý gia tộc, bên trong Hoàng Thành Thập Tú xếp hạng thứ 9. Thực lực đoán chừng cũng không ra sao, ta cũng có thể ngược hắn. Bàn tử cười hì hì nói. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, Hoàng Thành Thập Tú, đây chính là 10 người trẻ tuổi cường đại nhất trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cùng với mười mấy vương triều phụ thuộc xung quanh. Hơn nữa Vương Liệt còn nói, Hoàng Thành Thập Tú đều là người nổi bật bên trong chiến tông cảnh, thậm chí là có người đã bước một chân vào cảnh giới chiến vương cảnh. Ta lão nhị này. Người tốt xấu gì cũng có cửu phẩm chiến hồn, tại sao lúc ta gặp ngươi chỉ là chiến sư cảnh thế? Tiêu Phàm thấy bàn tử tự tin như vậy liền lộ ra vẻ ngờ vực. Hai người tiểu ma nữ và Lăng Phong bởi vì ra thế, chỉ là chiến sư cảnh và chiến tôn cảnh thì còn có thể thông cảm được, nhưng bàn thì không giống a, vô luận là ở đâu đều sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mới đúng.
khụ khụ, ca ca có tài nhưng thành đạt muộn không được sao, đi thôi, nhanh lên đường, đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, ta mời ngươi ăn tiệc. Bàn tử xấu hổ cười một tiếng, sau đó vội vàng đổi chủ đề. Càng là như thế, trong lòng Tiêu Phàm càng hiếu kỳ, chỉ là không tiện hỏi thêm cái gì, lấy tính cách bàn tử, hắn đã không muốn nói thì cho dù là cạy miệng cũng đừng mong hắn tiết lộ một câu. Chớ nóng vội. Tiêu Phàm giữ chặt bàn tử, nhìn Tiểu Kim nói, ngươi mang chúng ta tới nơi này, không phải chỉ đến nhìn đám vương liệt săn giết thiết bối hùng đi. Giống giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy vào trong rừng. Chậm một chút. Tiêu Phàm kêu một câu vội vàng chạy theo, bàn tử tự nhiên sẽ không chậm trễ. Sau nửa ngày, mấy người xuyên qua cổ lâm trùng điệp xuất hiện ở một sơn cốc cực kỳ bí ẩn, quan sát một lượt, sơn cốc xanh biếc rạt rào, chim hót hoa nở, bươm bướm bay múa đầy trời, mùi thơm tươi mát xông vào mũi. Thiên địa linh khí thật là nồng nặc, trong này khẳng định có không ít linh thảo, lúc về già cũng có thể đến nơi này để dương già. Bàn tử hít sâu một hơi cảm thán nói. Đúng là một chỗ tốt. Tiêu Phàm cũng gật đầu, đột nhiên thân hình Tiêu Phàm khẽ động mang theo bàn tử nấp vào bên trong bụi cỏ, làm một cái im lặng thủ thế. Quận chúa, chắc là sắp đến rồi, người xem, đây là ký hiệu ta cố ý để lại. Một âm thanh hơi khàn khàn từ lân cận truyền đến, ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ít nhất 20 người. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, nín thở ngưng thần trốn ở trong bụi cỏ. Bàn tử che miệng, tận lực hô hấp chậm dần. Yên tâm, chỗ tốt dành cho ngươi sẽ không ít. Âm thanh dễ nghe êm tai như Hoàng Anh vang lên, bên trong âm thanh lộ ra một tia vũ mị cùng xinh đẹp, chỉ cần nghe thôi cũng làm cho tâm hồn người ta miên mang bất định. Cách bọn Tiêu Phàm hơn 30 mét, một thư sinh mặc trường bào màu trắng, trong tay cầm quạt xếp, mái tóc trên đỉnh đầu tự nhiên bay xuống trên vai, mặc dù cách ăn mặc như một thư sinh đọc sách nhưng ai cũng biết đó là nữ giả nam trang. Da thịt trắng nõn, hai mắt linh động, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào, nhìn qua vô cùng động lòng người, tuổi tác không lớn, cũng chỉ 17-18 tuổi, nhưng một thân thực lực của nàng lại làm cho bọn Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ. Lão Tam, là cô gái này à? Bàn tử lờ mờ nhìn thấy hồng nhan mỹ mạo kia, nhịn không được mở miệng nói. Lời này vừa ra, Tiêu Phàm liền cảm thấy đại sự không ổn, đối phương có mấy tên chiến tông cảnh nhĩ lực nhạy cảm, người lại lớn tiếng nói chuyện. Xem tất cả bọn họ là kẻ điếc sao? Ai, quả nhiên bàn tử vừa dứt lời, một tiếng bén nhọn vang lên, sau một khắc, vô số tiếng bước chân đang cấp rút chạy đến nơi này. Mèo, đúng lúc này, một tiếng mèo kêu vang lên, bên trong bụi cỏ có một thân ảnh màu vàng chạy qua. Một con linh miêu, làm ta lo lắng một phen. Tiếng bước chân dồn dập dừng lại, sau đó quay người rời đi. Tiêu Phàm và bàn tử bốn mắt nhìn nhau. Trên trán chảy ra không ít mồ hôi, trong nháy mắt mấy người kia phóng ra khí thế, trong đó vậy mà không ít cường giả chiến tông cảnh đỉnh phong. Nếu như không phải Tiêu Phàm phản ứng nhanh, để Tiểu Kim dùng một chiêu điệu hổ ly sơn thì bọn họ không chết cũng mất một lớp da rồi. Hai người co quắp trong bụi cỏ, dòng dã chờ đợi một nén nhang, xác định đám người kia đã rời khỏi thì mới thở phào một phen. Nguy hiểm thật. Bàn tử vỗ vỗ bộ ngực, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán chảy xuống. Đã dặn đừng lên tiếng rồi, cũng may không có chiến vương, nếu không chúng ta còn không biết vì sao mà chết đây. Tiêu Phàm tức giận nói, lấy thực lực bọn hắn thì ẩn nấp chiến tông cảnh dò xét thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ở trước mặt chiến vương thì làm sao mà trốn. Lão Tam, trong sơn cốc này có điều cổ quái, chúng ta có vào hay không? Ánh mắt bàn tử sáng quắc nhìn chằm chằm vào sơn cốc, tâm tình hưng phấn nói ra. Bất quá thân phận những người này sợ là không đơn giản, người gọi là quận chúa kia rất có thể là người của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm suy nghĩ gõ ngón tay, một đạo kim sắc lưu quang từ đằng xa chui ra. Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim nói, Tiểu Kim, người phát hiện được gì? Đối phương có chiến tông cảnh đỉnh phong, đồ vật này có thể cũng có chút nguy hiểm đấy. Giống giống. Nghe Tiêu Phàm nói, Tiểu Kim còn tưởng rằng Tiêu Phàm không đi, nhất thời cấp bách. Lão Tam. Xem ra Tiểu Kim phát hiện được thứ tốt rồi. Bàn tử ngồi xuống sờ đầu Tiểu Kim đầu nói, yên tâm, ta đi cùng ngươi. Dẫn đường. Tiêu Phàm gật đầu, cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào sơn cốc, hắn đối với nhãn lực của Tiểu Kim vẫn hết sức tự tin, hiện tại hồn tinh ngũ giai nó đã không còn để vào mắt nữa.
Nhìn phương hướng Tiểu Kim dẫn đường khác với đám người khi nãy, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, chỉ cần không đối mặt trực diện với đối phương là được. Tiểu Kim, đám người kia đi vào trong sơn cốc, người dẫn chúng ta đến vách núi để làm gì? Bàn tử nghi hoặc nhìn Tiểu Kim, theo lý thuyết, bảo bối hẳn phải nằm trong sơn cốc mới đúng. Giống giống. Tiểu Kim khinh bỉ nhìn bàn tử, sau đó đi đến vách núi nhìn xuống, gầm nhẹ một tiếng. Ở dưới đây, Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở chung lâu như vậy cũng đại khái đã có thể giao lưu, hắn đi đến trước vách núi nhướng người ra nhìn xuống, Tiêu Phàm giật mình một cái, vách núi này cao thật, cứ như là đang đứng trong mây nhìn xuống vậy. À, đột nhiên ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, tầm mắt liền bị một điểm ánh sáng màu trắng mờ ảo dưới vách núi hấp dẫn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão Tam, thấy cái gì? Bàn tử thấy biến hóa của Tiêu Phàm liền hiếu kỳ hỏi. Băng hỏa xà lân quả. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ngữ khí có chút rung động. Băng hỏa xà lân quả. Âm thanh bàn tử the thé, ngay lập tức liền nhướng người ra nhìn xuống. Phía dưới vách núi cách bọn hắn 20 mấy mét, nơi đó đang có một gốc cây nhỏ màu trắng vươn giữa không trung, cây nhỏ cũng chỉ cao một thước nhưng toàn thân óng ánh trong suốt, hiện ra bạch sắc lân quang. Trên cây nhỏ đang có 4 quả thủy tinh như bạch xà trong nhẹ nhàng va vào nhau trong gió, phát ra tiếng leng keng êm tai, phía trên còn lượn lờ một tia sương mù màu trắng. Băng hỏa xà lân quả, chính là một loại linh dược lục phẩm, có thể xưng là linh dược vương cấp, ban ngày có màu trắng như là băng tinh trường xà, thuộc tính âm hàn. Màn đêm vừa xuống, liền biến thành màu đỏ, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, nếu nhìn sơ qua sẽ thấy giống như một con hỏa xà đang nhảy múa. Đây cũng là nguyên nhân nó có tên băng hỏa xà lân quả. Đúng thực sự là băng hỏa xà lân quả. Sắc mặt bàn tử kích động tới cực điểm, hận không thể lập tức mọc ra một đôi cánh để bay xuống dưới. Lão nhị, đừng nóng vội. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn cũng cố ổn định tâm thần, quả này còn chưa thành thục, xem hình dáng thì xem ra cần phải 1-2 ngày nữa. 1-2 ngày, chúng ta không có thời gian à. Vạn nhất đám người kia phát hiện thì chúng là làm sao tranh với bọn hắn. Bàn tử lo lắng nói. Giống giống, lúc này, Tiểu Kim đột nhiên kêu lên, hướng về phía dưới vách núi dương nanh múa vuốt. Sắc mặt Tiêu Phàm lập tức trở nên nặng nề, tay phải kéo lại nói, nếu như thực sự là như thế, muốn có được băng hỏa xà lân quả này thật đúng là có chút phiền phức. Lão Tam, làm sao thế? Bàn tử có chút không cam tâm, lục phẩm băng hỏa xà lân quả đang ở trước mắt. Một khi lấy được thì thực lực nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Không có gì, qua bên kia nghỉ một chút. Tiêu Phàm hít một hơi mặc kệ bàn tử nghi hoặc, trực tiếp đi vào trong rừng. Đợi thì đợi, chờ băng hỏa xà lân quả thành thục, ta nhất định phải nếm thử một chút. Bàn tử nhỏ giọng thì thầm, trong lòng đã bắt đầu ảo tưởng. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng ở trên một cành cây cổ thụ to lớn, vô tận chiến quyết tiếp tục vận chuyển, hắn làm sao không muốn lấy được băng hỏa xà lân quả kia. Hiện tại hắn chỉ cách chiến tông cảnh trung kỳ một bước, phục dụng băng hỏa xà lân quả xong nhất định có thể đột phá. Nhưng hiện tại có 2 vấn đề, thứ nhất là băng hỏa xà lân quả vẫn chưa thành thục, dược hiệu sẽ giảm đi rất nhiều. Thứ hai, nếu muốn lấy được băng hỏa xà lân quả cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Băng hỏa xà lân quả dùng để bào chế xà lân tử, dược tính còn tốt hơn so với thối hồn dịch. Hơn nữa còn có thể bài trừ ám tật trong cơ thể. Tiêu Phàm bên trong tu la trong truyền thừa tìm được một số thông tin liên quan tới băng hỏa xà lân quả, trong lòng âm thầm quyết định. Tính lại một chút, lúc đột phá chiến tông cảnh ta vẫn chưa sử dụng luyện thể dịch ngũ phẩm và thối hồn dịch, bất quá vẫn còn sớm, chỉ cần trước khi đột phá chiến vương cảnh sử dụng là được, đến lúc đó thực lực liền có thể nâng cao một tầng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một ngày nháy mắt trôi qua. Bàn tử thỉnh thoảng chạy qua chạy lại giữa rừng rậm và vách núi lúc trước, tên mập này sợ bỏ lỡ thời khắc băng hỏa xà lân quả thành thục. Quận chúa, vách núi kia ngay ở phía trước, chỉ cần lấy được băng hỏa xà lân quả, quận chúa nhất định có thể liên tiếp đột phá. Đang lúc bàn tử chuẩn bị đi đến bên vách núi xem một lần nữa, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận âm thanh ồn ào. Lại là bọn hắn. Bàn tử phẫn nộ không thôi. Không đúng. Người của bọn chúng tại sao ít như thế? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn phía xa, nơi này cách xa hơn 100 mét, đối phương muốn phát hiện là điều không thể nào, vì thế nên Tiêu Phàm cũng không quá khẩn trương. Đúng rồi, những người khác đâu?
Bàn Tử cũng bắt đầu nghi ngờ. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong lòng nhanh chóng suy tính, nói, những người này lúc trước trực tiếp tiến vào sơn cốc, xem ra không phải đặc biệt vì băng hỏa xà lân quả mà đến, nhưng hiện tại bọn hắn chắc chắn đến đây vì xà lân quả. Vậy tại sao lại ít người như vậy? Bàn Tử hỏi. Ha ha, quận chúa quả nhiên cao siêu, lại tìm người chơi kế điệu hổ ly sơn với chúng ta, đáng tiếc người cũng quá xem thường chúng ta. Một tiếng cười cuồng ngạo đột nhiên vang lên, chỉ thấy chừng 10 thân ảnh từ một phía rừng rậm khác đi đến. Cầm đầu là một tên thanh niên áo trắng, tóc dài xõa sau vai, mày rậm mắt kiếm khá là anh tuấn. Sắc mặt đám người đến trước trầm xuống, đoàn đội kết thành một vòng tròn, đề phòng nhìn chằm chằm đám người mới đến. Phú Thừa Quân, ngươi là một tên tiểu nhân hèn hạ, dám phản bội Bát Hoàng huynh, ngươi thật sự cho rằng trở thành chó săn của Tam Hoàng tử thì bản quận chúa không dám giết ngươi. Sắc mặt nữ tử giả nam trang kia âm trầm nói, hèn hạ, chim khôn chọn cành mà đậu, người khôn chọn chủ mà thờ, đây là đạo lý tuyên cổ bất biến, Tuyết Lung Giác, ngươi cho rằng gọi ngươi một tiếng quận chúa thì ngươi đã ở trên trời. Nói một câu không dễ nghe, cho dù giết ngươi thì ngươi có thể làm gì được ta. Thanh niên áo trắng Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng. Tiêu Phàm và Bàn Tử nghe thấy ba chữ Vũ Thừa Quân, thần sắc hơi hơi tập trung. Nếu là lúc trước thì hai người họ cũng chả biết cái tên này. Nhưng hiện tại bọn hắn lại rõ ràng, Vũ Thừa Quân chính là một trong thập tú của Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, xếp hạng thứ 10, thực lực không thể khinh thường. Vũ Thừa Quân nói chuyện vô cùng bá đạo, căn bản không đem quận chúa Tuyết Lung Giác này để vào trong mắt. Làm càn, Vũ Thừa Quân, người biết người đang nói chuyện với ai không? Tuyết Lung Giác không mở miệng, một tên nam tử trung niên bên cạnh nàng đã hùng hổ lên tiếng. Ta biết ta đang nói chuyện với ai. Phú Thừa Quân cười tủm tỉm nhìn Tuyết Lung Giác, trong mắt lóe lên vẻ tham lam nồng đậm không chút che giấu, điều này khiến cho mấy người đối diện thập phần khó chịu. Quản tốt đôi mắt chó của ngươi, Tuyết Lung Giác lạnh giọng nói. À đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Tam Hoàng tử đã nói nếu mấy người các ngươi đã rời khỏi Hoàng Thành thì không cần phải trở về nữa, về phần Tam Công Chúa ngươi, để cho ta tùy ý xử trí. Phú Thừa Quân cười ha ha một tiếng, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo vô tình nói ra một câu, trừ Tuyết Lung Giác, còn lại giết sạch không chừa một tên. Giết, vừa dứt lời, 10 người Vũ Thừa Quân mang đến ngay lập tức xông ra, hồn lực cường đại phóng ra 4 phương 8 hướng, đủ loại chiến kỹ bắt đầu xuất hiện. Người của Tuyết Lung Giác cũng không sợ hãi chút nào, nhưng mấy người bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ của đám Vũ Thừa Quân. Quận chúa nhanh lên, người đi lấy băng hỏa xà lân quả. Ta tới ngăn bọn chúng lại. Một tên nam tử trung niên thủ hộ trước người Tuyết Lung Giác. Tuyết Lung Giác mở miệng nói. Băng hỏa xà lân quả. Tai của Vũ Thừa Quân khẽ động. Trên mặt lộ ra nụ cười đầy thâm ý đi từng bước đến Tuyết Lung Giác. Cười ta nói. Thì ra là thế. Các ngươi vội vàng chạy đến hồn thú sơn mạch. Nguyên lai là vì là băng hỏa xà lân quả. Xem ra các ngươi muốn dùng băng hỏa xà lân quả đến cứu Bát Hoàng tử. Nhưng các ngươi đã thất bại rồi. Quận chúa. Nhanh lên, nam tử trung niên thấy thế liền biến sắc, hắn mặc dù là chiến tông cảnh đỉnh phong nhưng cũng có áp lực rất lớn khi đối mặt với Vũ Thừa Quân. Hoàng thành thập tú không chỉ là 10 người cường đại nhất trong thế hệ trẻ ở Hoàng thành, mà còn là 10 người có hy vọng đột phá chiến vương cảnh nhất. Vũ Thừa Quân ở vị trí thứ 10, có thể thấy thực lực của hắn cũng không tầm thường. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta lại, Vũ Thừa Quân coi thường, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Chỉ thấy được một đạo kiếm mang sắc bén màu trắng xuyên thủng hư không, nam tử trung niên cai liền bị chém làm đôi, huyết dịch bắn tung tóe. Khốn kiếp! Tuyết Lung Giác phẫn nộ tới cực điểm, nàng huy động trường kiếm trong tay chém tới. Phú Thừa Quân nhìn thấy Tuyết Lung Giác đánh tới, sự dâm tà trong mắt lại tăng thêm mấy phần, hắn nâng trường kiếm lên liền nhẹ nhàng hóa giải một chiêu cường thế của Tuyết Lung Giác. Quận chúa đại nhân, đêm nay muốn hầu hạ vi phu như thế nào? Thân hình Vũ Thừa Quân lướt qua người Tuyết Lung Giác, hắn hít sâu một hơi tựa như vô cùng say mê với mùi thơm cơ thể của đối phương. Mơ tưởng, nạp mạng đi. Tuyết Lung Giác vừa tức vừa giận, khi ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, nàng chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế. Sự tình diễn ra hôm nay đều do thân thể bệ hạ khiếm an, tùy thời đều có thể quy thiên. Hoàng thượng sắp chết, thái tử chưa lập, các hoàng tử tự nhiên phải tranh giành lẫn nhau. Mà trong đám hoàng tử, người xuất sắc nhất phải kể tới Tam Hoàng tử và Bát Hoàng tử, trong lòng mọi người thì hai người chính là người thừa kế chức vị Tuyết Nguyệt Hoàng chủ.
phụ thân của Tuyết Lung Giác xem trọng Bát Hoàng Tử là sự tình mà ai cũng biết, mà Vũ Thừa Quân lại đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, chính vì thế nên Vũ Thừa Quân làm sao có thể bỏ qua cho Tuyết Lung Giác. Yên tâm, vi phu sẽ từ từ yêu thương ngươi. Vũ Thừa Quân nhếch miệng cười một tiếng, lấy tay vỗ nhẹ vai Tuyết Lung Giác, toàn thân Tuyết Lung Giác chấn động, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nàng bị đánh bay ngược về sau đụng mạnh vào một gốc đại thụ, thân thể yếu ớt cơ hồ chỉ còn một hơi. Mạnh, ba tên Tiêu Phàm, Bàn Tử và Tiểu Kim lẳng lặng nhìn, trong lòng có chút rung động. Vũ Thừa Quân không hổ là hoàng thành thập tú, thực lực này xác thực không phải chiến tông cảnh phổ thông có thể sánh, ngay cả chiến tông cảnh trung kỳ Tuyết Lung Giác đều không đỡ được một kích của hắn. Đúng lúc này, một phương nhân mã của Tuyết Lung Giác gần như đều ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vách núi, thi thể nằm la liệt bốn phía, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Bên Vũ Thừa Quân chỉ chết có ba tên, so với bên Tuyết Lung Giác thì tốt hơn không ít. Nhìn Vũ Thừa Quân phía xa, thần sắc ba người Tiêu Phàm cũng có chút khẩn trương, bọn hắn không phải lo lắng Vũ Thừa Quân, mà là khẩn trương cho băng hỏa xà lân quả. Năm người các ngươi xem chừng nàng, hai người còn lại đi theo ta. Vũ Thừa Quân liếc mắt nhìn Tuyết Lung Giác, tà quang trong mắt càng thêm hừng hực, quận chúa đại nhân của ta, chờ ta lấy được băng hỏa xà lân quả sẽ cùng ngươi hảo hảo song túc song tê, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử. Tuyết Lung Giác tức giận sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra lãnh quang vô cùng kiên nghị. Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng mang theo hai người đi tới vách núi, hắn đưa một đầu dây thừng cho hai người, sau đó nhảy lên rơi xuống vách núi, động tác phiêu giật thoải mái như nước chảy mây trôi. Lão Tam, làm sao bây giờ? Trong lòng Bàn Tử thập phần không cam lòng, chẳng lẽ băng hỏa xà lân quả tới tay liền bị lấy đi như thế? Tiếp tục chờ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười quỷ dị. Ký U, vừa dứt lời, một tiếng cứu tức giận ngập trời từ phía dưới vách núi truyền đến làm hai người phía trên biến sắc, ngay sau đó, một thân ảnh cả người đầy máu đang cấp tốc bay ngược lên. Thân ảnh kia vô cùng tơi tả, khóe mắt và ngực xuất hiện một vết cào thật sâu. Máu tươi không ngừng chảy ra. Vũ công tử, hai người giữ chặt Vũ Thừa Quân kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Không sai, bóng người đầy máu kia chính là Vũ Thừa Quân, hiện tại hắn vô cùng chật vật. Nhìn thấy hai người phía trước, trong mắt Vũ Thừa Quân lóe lên một tia dữ tợn, đột nhiên hắn dùng sức kéo mạnh dây thừng trong tay, đem hai người đang nắm đầu kia rớt xuống vách núi, mà hắn lại dẫm lên lưng hai người, mượn lực bay trở lên. Vũ Thừa Quân, người thật hèn hạ, Tuyết Lung Giác cười lạnh nói, đều là người của mình, vậy mà vì mạng sống bản thân không tiếc đem bọn họ đi thí. Chạy mau, Vũ Thừa Quân lách mình đi tới bên cạnh Tuyết Lung Giác, sau đó hét lên với đám người còn lại. Cứu, tiếng cứu đinh tai nhức óc lần nữa vang lên, bên trong đám sương mù dày đặc xuất hiện hai điểm hồng quang, giống như hai ngọn đèn lồng màu đỏ. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đôi cánh cực đại đang dùng lực vẩy. Cuồng phong gào thét làm cự thạch trên vách núi bay tứ tung, rất nhiều cỏ cây sụp đổ, phía trên vách núi trở thành một đống hỗn độn. Lục phẩm hồn thú, xích mục huyền ưng, ánh mắt Tuyết Lung Giác rung rung, sắc mặt không còn chút máu. Nàng rốt cục minh bạch vì sao ngay cả Vũ Thừa Quân trong nháy mắt liền bị trọng thương, quả nhiên trong lúc lấy băng hỏa xà lân quả bị xích mục huyền ưng đánh trọng thương. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia cười nhạt, bộ dạng quả nhiên không ngoài dự liệu. Lão Tam, người đã sớm biết, nhìn bộ dáng Tiêu Phàm, Bàn Tử làm sao còn không biết, mập mạp lập tức cho Tiêu Phàm một ngón tay cái, nói, xem ra Vũ Thừa Quân vẫn không âm hiểm, Lão Tam ngươi âm hiểm nhất. Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không liên quan, đây là Tiểu Kim nói cho ta biết, không phải ngươi nghĩ chỉ có ba mạng chúng ta liền có thể trở thành đối thủ của xích mục huyền ưng chứ. Bàn Tử lập tức ngậm miệng, hắn mặc dù là chiến tông trung kỳ nhưng cũng không dám đối mặt với xích mục huyền ưng. Cho dù Tiểu Kim cũng không thể. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, lúc đầu hắn còn muốn tìm cơ hội ăn cắp băng hỏa xà lân quả, xem ra hiện tại là không thể rồi. Xích mục huyền ưng hiện tại đang phát hỏa, ai đi lên người nào đó chết. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hiểu ra một việc, phàm là các loại linh thảo linh vật, đều có hồn thú thủ hộ. Phía xa, xích mục huyền ưng bay vọt đến trước mặt đám người Vũ Thừa Quân. Con người đỏ bừng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Vũ Thừa Quân, đôi cánh đen kịt phát ra từng đợt phong nhận như cắt đứt hư không. Khí thế bàng bạc ép chiến tông cảnh có chút ngạt thở, sắc mặt đám người Vũ Thừa Quân khó coi vô cùng, bọn hắn muốn rời đi nhưng xích mục huyền ưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội,
muốn đem bọn hắn ép xuống vách đá. Giết hắn, Phú Thừa Quân nổi giận gầm lên một tiếng, liếc Tuyết Lung Giác một cái, lạnh giọng nói, Tuyết Lung Giác, muốn trách thì trách ngươi chọn sai người. Vừa dứt lời, ánh mắt Phú Thừa Quân lạnh lẽo, trực tiếp đem Tuyết Lung Giác ném xuống dưới vách núi. Phú Thừa Quân, ngươi chết không yên lành, Tuyết Lung Giác gào thét, sắc mặt trắng bệch nhìn xuống tầng mây bên dưới, phía dưới là vực cao vạn trượng, lấy tu vi chiến tông cảnh của nàng thì một khi rơi xuống nhất định sẽ chết chắc. Ta có chết hay không thì vẫn chưa biết được, chỉ là đáng tiếc không lấy được băng hỏa xà lân quả. Phú Thừa Quân cười lạnh vung trường kiếm lên, một dải lụa xẹt qua hư không, thân thể cực tốc bay theo. Xích Mục Huyền Ưng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, nó lập tức bay lên không trung tránh đi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cánh bị kiếm mang xuyên thủng, máu tươi rơi xuống. Đúng lúc này, Phú Thừa Quân cực tốc xuyên qua chỗ trống bên dưới Xích Mục Huyền Ưng tiến vào bên trong rừng rậm. Mấy người đi theo hắn tới đây mặc dù phẫn nộ tới cực điểm nhưng cũng không thể làm gì, hiện tại giữ mạng là việc quan trọng nhất, huống chi sự âm hiểm của Vũ Thừa Quân bọn họ không phải là chưa biết. Cứu, Xích Mục Huyền Ưng tựa như triệt để phẫn nộ, nó há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm màu đỏ vào mấy người kia, đại hỏa màu đỏ trong nháy mắt đem 10 trượng xung quanh san thành bình địa. Mấy tiếng kêu thảm truyền đến từ bên trong hỏa diễm, loại hỏa diễm này cực kỳ bá đạo làm cho bọn hắn không kịp chuẩn bị. Khốn kiếp, trên người Vũ Thừa Quân nhiều chỗ bị bỏng, tóc tai bị cháy trụi vài nơi nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát được. Nhưng Xích Mục Huyền Ưng không có dự định buông tha cho hắn, nó thân làm lục phẩm vương thú chưa từng bị chịu thiệt trong tay chiến tông cảnh nhân loại, đây đối với nó mà nói chính là một sự sỉ nhục. Vũ Thừa Quân xong đời. Phía xa, Bàn Tử cảm nhận được khí tức trên người Xích Mục Huyền Ưng liền không khỏi lạnh run. Tiểu Kim, Tiêu Phàm lại đột nhiên hét lớn. Tiểu Kim hiểu ý, đột nhiên biến lớn, một đôi cánh màu vàng xuất hiện, ánh mắt Bàn Tử lộ ra vẻ kinh hãi, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm chớp mắt đã xuất hiện trên lưng Tiểu Kim, hai người cấp tốc chạy về phía dưới vách núi. Lão Tam, đây là Tiểu Kim ư? Bàn Tử cảm giác đầu mình có chút chập mạch, thân thể vẫn cứ ngơ ngơ ra đó. Hắn biết Tiểu Kim có thể biến thân nhưng lại không biết Tiểu Kim có thể bay a, hồn thú có thể biến thân đại biểu cho điều gì? Bàn Tử rất rõ ràng, huống chi hiện tại còn có thể lăng không biến ra cánh. Tiêu Phàm im lặng cùng Tiểu Kim lén lút đi sát mặt đất, tránh bị Xích Mục Huyền Ưng phát hiện. Mấy giây sau hai người đã đi đến vách núi, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ha ha, lấy được rồi. Bàn Tử kích động kêu lên. Tên mập chết bầm, Tiêu Phàm vội vàng đưa tay che miệng hắn lại nhưng đã trễ, âm thanh kích động của Bàn Tử không nhỏ. Xích Mục Huyền Ưng khẳng định đã nghe thấy. Quả nhiên, ba người Tiêu Phàm trong nháy mắt đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm vào bọn hắn, đôi mắt kia như đang bốc hỏa. Cứu, Xích Mục Huyền Ưng hét dài một tiếng phẫn nộ tới cực điểm, dừng tấn công đám người Vũ Thừa Quân, cấp tốc hướng về bọn Tiêu Phàm. Còn có người, sắc mặt Vũ Thừa Quân âm trầm vô cùng, chẳng lẽ bọn chúng vẫn luôn ẩn nấp ở đó? Nghĩ vậy, trên người Vũ Thừa Quân liền bộc phát ra một cỗ sát ý cường đại, ta tính kế với Tuyết Lung Giác vậy mà lại có người tính kế sau lưng ta. Vũ Thừa Quân rất muốn chạy đến xem mấy kẻ dám tính kế mình là ai, nhưng hắn cũng không dám mang cái mạng nhỏ của mình đi đánh cuộc, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt dẫn hai tên thủ hạ thân cận chạy vào rừng. Một phương khác, bọn Tiêu Phàm phát hiện Xích Mục Huyền Ưng đang đánh tới, tốc độ Tiểu Kim đột nhiên tăng lên mấy phần. Tiểu Kim mặc dù là ngũ giai hậu kỳ nhưng vẫn không dám cùng Xích Mục Huyền Ưng chính diện giao phong. Sự đáng sợ của lục giai hồn thú và chiến vương cường giả, Tiểu Kim lúc tại Yến Thành đã được trải nghiệm rõ ràng. Lão nhị, nắm vững. Tiêu Phàm nhắc nhở mập mạp, Tiểu Kim lập tức ra tốc nhảy xuống, Tiêu Phàm bất phi sở động, trong mắt hắn chỉ có băng hỏa xà lân quả. 3, 2, 1, Tiêu Phàm đột nhiên vung tay. Hồn lực bao phủ cái kia 4 cái băng hỏa xà lân quả, động tác nhẹ nhàng dứt khoát vô cùng thành thục. Thành công rồi, Bàn Tử kích động khẩn trương nhìn Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi cười gật gật đầu, 4 quả băng hỏa xà lân đã được hắn để vào bên trong hộp ngọc được chuẩn bị từ trước, thân làm luyện dược sư, mấy vật dụng cần thiết này hắn đều đã chuẩn bị đặt trước vào trong hồn giới. Nhanh lên, Xích Mục Huyền Ưng đuổi theo rồi. Bàn Tử đột nhiên kêu to. Sắc mặt khó coi. Tiêu Phàm xoay đầu nhìn lại thấy Xích Mục Huyền Ưng nhô ra cái đầu từ trên vách đá, hắn và Xích Mục Huyền Ưng bốn mắt nhìn nhau,
cả hai chỉ cách nhau 20-30 mét. Tiểu Kim dường như cũng cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, đôi cánh màu vàng vỗ một cái hóa thành một kia lôi điện màu vàng chạy về phía xa. Xích Mục Huyền Ưng hét dài một tiếng, từ trên vách đá nhảy xuống, tốc độ so với Tiểu Kim càng nhanh hơn. Tiểu Kim, bay sát vào vách núi. Tiêu Phàm tiến đến bên tai Tiểu Kim hét lớn, tốc độ kinh khủng làm cho bộ mặt của hắn có chút vặn vẹo. Khi nhìn thấy tốc độ Xích Mục Huyền Ưng, trong lòng Tiêu Phàm liền hô không tốt, ở trên không bọn hắn chẳng khác nào một tấm bia di động, nhất định không phải là đối thủ của Xích Mục Huyền Ưng, đến lúc đó muốn trốn cũng không thể. Tiểu Kim hiểu ý, nó đột ngột chuyển hướng 90 độ, thân thể nhanh chóng đáp xuống, nó cũng biết thực lực chênh lệch hiện tại với Xích Mục Huyền Ưng. Chỉ có vào trong rừng dưới sơn cốc, có thụ mộc che chắn mới có cơ hội chạy trốn. Xích Mục Huyền Ưng cũng giống như nhìn ra dụng ý của Tiểu Kim, nó há mồm phun ra một đạo hỏa diễm muốn thiêu chết cả đám Tiêu Phàm, đáng tiếc tốc độ gió quá nhanh, những hỏa diễm kia không thể đuổi kịp được tốc độ Tiểu Kim. Giống, Tiểu Kim giống to, âm thanh tràn ngập trào phúng. Tiêu Phàm không khỏi trợn mắt một cái, lúc này Tiểu Kim lại còn đang gây hấn với Xích Mục Huyền Ưng. Đây không phải cố ý muốn chết sao? Lão Tam, ngươi xem chỗ kia. Đột nhiên Bàn Tử chỉ nơi xa hét lớn. Nhìn nơi cách mấy trăm mét mà Bàn Tử chỉ, trên cây thạch tùng lờ mờ có một bóng người tựa như lâm vào hôn mê. Tuyết Lung Giác, Tiêu Phàm cau mày một cái, mình và Tuyết Lung Giác vô thân vô cố, cũng không biết nàng sống hay chết, quả thật không muốn làm mất thời gian vào nàng. Dù sao đối với bọn hắn mà nói thì thời gian cực kỳ quý giá. Nhưng Bàn Tử lại đột nhiên kêu lên, lão Tam, cứu nàng đi. Tiêu Phàm quái dị nhìn Bàn Tử, đây là lần thứ nhất Bàn Tử chủ động mở miệng, chẳng lẽ tên mập này quả thực vừa thấy đã yêu. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm có chút nghi hoặc nhưng nhìn thấy thần sắc trịnh trọng của Bàn Tử, Tiêu Phàm vẫn gật đầu vỗ vỗ cổ Tiểu Kim. Nhìn thấy Tiểu Kim đột nhiên chuyển hướng, Xích Mục Huyền Ưng liền muốn phát cuồng, móng vuốt sắc bén công kích vách đá làm vô số thạch đầu lăn xuống. Nhanh chóng đánh về hướng bọn Tiểu Kim. Tiểu Kim coi thường quay đầu liếc mắt nhìn Xích Mục Huyền Ưng, nếu như trên không trung thì nó không phải đối thủ của Xích Mục Huyền Ưng, nhưng hiện tại đã ở trên mặt đất, tốc độ của nó cũng không yếu hơn Xích Mục Huyền Ưng. Dù sao vách đá cũng không phải quá bằng phẳng, khá mấp mô, còn mọc ra đủ loại cây cối, tốc độ mặc dù trọng yếu nhưng năng lực ứng biến cũng quan trọng không kém. Tiểu Kim giờ phút này chiếm phần chủ động, trong lúc nhất thời Xích Mục Huyền Ưng cũng chưa chắc có thể làm gì được Tiểu Kim. Giữa đường qua bên cạnh Tuyết Lung Giác, Tiểu Kim đột nhiên giảm tốc độ, Bàn Tử vội vàng ôm Tuyết Lung Giác, cảm nhận được hô hấp yếu ớt trên người Tuyết Lung Giác, Bàn Tử liền vui vẻ, mạng cô gái nhỏ này thật đúng là cứng, như thế cũng không chết. Cẩn thận, Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, ngay lập tức đấm ra một quyền, chỉ thấy khối thạch đầu to lớn bị Tiêu Phàm một quyền đánh nát. Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa hô, lần nữa ra tốc, tảng đá to lớn kia thiếu chút nữa thì đã lấy được mạng của bọn Tiêu Phàm rồi, một khi bọn họ rơi xuống, nhất định là cửu tử nhất sinh. Lão Tam, thật xin lỗi. Sắc mặt Bàn Tử khó coi nhìn Tiêu Phàm, lúc trước nếu như không phải hắn kêu lên thì Xích Mục Huyền Ưng sẽ không phát hiện được, cho dù có phát hiện thì lúc đó bọn họ cũng đã cao bay xa chạy rồi. Hơn nữa, nếu như không phải hắn muốn cứu Tuyết Lung Giác thì vừa rồi cũng không xuất hiện tình huống ngoài ý muốn kia. Không phải vẫn không sao ư? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn coi Bàn Tử là huynh đệ, vậy cũng không cần nói xin lỗi, cứ kể vai sát cánh chiến đấu là được. Xích Mục Huyền Ưng thực sự quá cường đại, nếu muốn thoát chỉ có cách chạy vào tùng lâm phía dưới, cẩn thận một chút thì nó cũng không thể làm gì được chúng ta. Tiêu Phàm đổi chủ đề, mặc dù hắn chỉ cách chiến tông cảnh trung kỳ một bước, nhưng ở trước mặt Xích Mục Huyền Ưng vẫn cảm thấy phi thường nhỏ bé. Ngươi truy ta đuổi một hồi. Một mảnh cổ lâm màu xanh biếc hiện lên trong tầm mắt bọn Tiêu Phàm. Trên mặt ba người Tiêu Phàm rốt cục lộ ra một tia vui mừng, chỉ cần đi vào trong cổ lâm, Xích Mục Huyền Ưng muốn đuổi kịp bọn hắn chỉ là nằm mơ. Giống, theo Tiểu Kim gầm lên một tiếng, một luồng không khí âm u ẩm ướt phà vào mặt, lúc này bọn họ đã tiến vào trong cổ lâm. Trong rừng âm u ẩm ướt, chỉ có lờ mờ vài tia sáng từ khe hở cây diệp không rậm rạp chiếu xuống, vừa tiến vào cổ lâm. Tiểu Kim đột nhiên thu nhỏ lại, Tiêu Phàm và Bàn Tử vững vàng đáp đất. Phanh phanh phanh, tiếng cổ thụ ngã rầm rầm vang lên, đám Tiêu Phàm quay người chạy đi, chỉ thấy Xích Mục Huyền Ưng phẫn nộ gào thét, đôi cách sắc bén như đao không ngừng chém gãy cây cối, đôi mắt đỏ ngầu phun ra hỏa quang.
cắt đuôi nó. Tiêu Phàm liếc Xích Mục Huyền Ưng một cái liền tiếp tục chạy vào rừng sâu. Khu rừng này vô cùng rậm rạp, lấy thân thể cực đại của Xích Mục Huyền Ưng muốn đuổi kịp bọn hắn cũng không dễ dàng, sau một lát cũng chỉ còn lờ mờ nghe thấy tiếng giống giận dữ của Xích Mục Huyền Ưng. Gạch nối. Vứt bỏ Xích Mục Huyền Ưng, đám Tiêu Phàm tìm một mảnh đất trống rồi ngồi xuống, trên đường đi Tiêu Phàm cũng đã dần hồi phục lại hồn lực đầy đủ. Lão nhị, nàng thế nào rồi? Tiêu Phàm nhìn Tuyết Lung Giác bên cạnh bàn tử hỏi. Tuyết Lung Giác hiện tại máu me khắp người, tóc dài trên đầu bị dính máu kết thành một cục, bộ dạng không còn thoát tục như trước mà trở nên có chút điềm đạm đáng yêu. Tuyết Lung Giác thụ thương tương đối nặng, lão tam, người có biện pháp nào cứu nàng không? Bàn tử hít sâu nhìn Tiêu Phàm, trịnh trọng chưa bao giờ có. Lão nhị, không phải ngươi thật sự đã nhìn chúng nào rồi chứ? Tiêu Phàm nhìn thấy bộ dáng bàn tử trịnh trọng như vậy liền không khỏi muốn trêu hắn một chút. Bàn tử lắc đầu nói, ta chỉ cảm thấy người sau lưng tam hoàng tử Tuyết Nguyệt Hoàng Triều rất chướng mắt. Ha, thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, trong lòng bắt đầu suy đoán thân phận bàn tử. Kỳ thật cũng không quan trọng gì. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm tiếp tục hỏi thăm. Tiêu Phàm hít một hơi đem lòng hiếu kỳ của mình ép xuống. Hắn đi đến bên cạnh Tuyết Lung Giác đặt tay lên mạch của nàng. Như thế nào? Bàn tử hỏi. Chỉ là kinh mạch bị hao tổn, vấn đề không lớn lắm. Tiêu Phàm lấy ra mấy cái bình ngọc đưa cho mập mạp nói, đây là kim sang dịch, chỉ được ngoại thương, cũng có thể trị liệu nội thương, ngươi cho nàng uống là được, sau đó đem mỹ dung dịch thoa lên trên da nàng. Muốn ta làm? Âm thanh bàn tử bỗng bén nhọn không ít. Chẳng lẽ muốn ta làm? Tiêu Phàm nhún vai đi ra chỗ khác, phi lễ chớ nhìn, bàn tử muốn làm thế nào thì làm. Nhìn thấy một màn vừa rồi, trong đầu Tiêu Phàm lại nghĩ tới tiểu ma nữ. Trên mặt bàn tử khổ sở vô cùng, hồi lâu mới cảm thán một hơi, ai, tự tạo nghiệp phải tự mình chịu thôi. Tiêu Phàm ngồi bên trên một gốc cổ thụ, tiểu kim đi tới bên cạnh hắn không ngừng gầm nhẹ, Tiêu Phàm sờ sờ đầu tiểu kim, được rồi, ta biết đồ này ngươi có công rất lớn. Nhưng nếu cứ ăn không như thế thì sẽ rất lãng phí. Nhìn thấy tiểu kim nhe răng trợn mắt gầm nhẹ, Tiêu Phàm trợn mắt nhìn lại một cái, nói, lừa ngươi. Ta đã lừa ngươi lần nào chưa, ngươi không tin cũng đừng vũ nhục nhân phẩm của bổn thiếu. Còn nữa, băng hỏa xà lân quả này có thể cho ngươi, bất quá về sau nếu ta tìm được thứ tốt thì đừng mò đến đấy. Tiểu kim thấy thế lập tức chịu thua, ghé vào một bên lờ Tiêu Phàm đi. Yên tâm đi. Chờ ta đem băng hỏa xà lân quả này ủ thành băng hỏa xà lân tửu thì ngươi tuyệt đối có lộc ăn lớn. Tiêu Phàm cười ha ha, lập tức ngồi xuống tiến vào trạng thái nhập định. Lúc Tiêu Phàm trở về trời đã gần tối, không khí trong rừng càng thêm vô cùng u ám. Lão Tam, cả ngày nay ngươi ở đâu? Bàn tử tức giận nói. Sợ quấy rầy các ngươi cho nên đi tu luyện. Tiêu Phàm cười ha ha. Đúng rồi, băng hỏa xà lân quả đâu? Bàn tử vội ho một tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Phàm nhẹ giọng hỏi, còn nữa, lúc ấy ngươi làm sao không đem cây băng hỏa xà lân quả nhổ tận gốc? Ngươi cho rằng ta không muốn, ngươi không biết băng hỏa xà lân quả lúc thành thục thì cây cũng chết đi sao? Tiêu Phàm trắng mắt nhìn bàn tử, sau đó lại đem sự tình băng hỏa xà lân quả dùng để ngâm rượu nói với bàn tử so với tiểu kim thì dễ nói nhiều. Ban đêm, bên trong núi rừng truyền đến âm thanh chim thú tê minh. Hai người Tiêu Phàm và bàn tử bị một trận ho khan đánh thức, Tuyết Lung Giác sốt cục tỉnh lại, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy nước. Nước đến đây. Bàn tử xuất ra một cái ấm nước đặt vào bên miệng Tuyết Lung Giác, nào biết Tuyết Lung Giác bỗng nhiên mở hai mắt, sát khí đằng đằng nhìn bàn tử, một trưởng bá đạo đánh về hướng bàn tử. Bàn tử lảo đảo một cái lách mình lui ra sau mấy bước, vừa lúc tránh thoát một trưởng của Tuyết Lung Giác. Tuyết Lung Giác đứng dậy. Vội vàng kiểm tra y phục trên người và thương thế, sau khi phát hiện bản thân hoàn hảo không chút tổn hại mới buông lỏng một hơi. Là các ngươi cứu ta. Tuyết Lung Giác nháy mắt đánh giá Tiêu Phàm cùng bàn tử, khi ánh mắt nàng rơi vào trên người tiểu kim liền tỏa sáng, con mèo nhỏ thật đáng yêu. Hô hô, tiểu kim nhe răng trợn mắt hướng về phía Tuyết Lung Giác. Hừ, dám ra tay với bản quận chúa, ngươi tự tìm cái chết. Đôi mắt đẹp của Tuyết Lung Giác lạnh lẽo. Uy nghiêm thượng vị giả tản ra, đáng tiếc, uy thế này đối bọn Tiêu Phàm căn bản không dùng được. Tiểu kim tựa như nhìn thằng ngốc nhìn Tuyết Lung Giác, ánh mắt kia làm Tuyết Lung Giác càng thêm phẫn nộ, linh miêu của người bán thế nào? Không bán,
Tiêu Phàm thản nhiên nói, trước đó hắn còn cảm thấy Tuyết Lung Giác khá ổn, yêu hận rõ ràng, nhưng ấn tượng hiện tại hắn đối với Tuyết Lung Giác giảm đi nhiều. Lão Tam, chúng ta đi. Bàn Tử liếc Tuyết Lung Giác một cái, trong lòng hắn vô cùng khó chịu, chúng ta cứu ngươi không nói, mém chút còn bị ngươi đánh bị thương, hiện tại thì hay rồi, còn muốn khi dễ trên đầu chúng ta. Các ngươi, sắc mặt Tuyết Lung Giác hơi trầm xuống, nàng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không đem quận chúa nàng để vào mắt, cho dù bỏ thân phận quận chúa thì mình cũng là mỹ nữ số 1 số 2 a. Trở lại cho ta, Tuyết Lung Giác giống to, nhưng mấy người Tiêu Phàm đã mất dạng trong rừng sâu. Lão Tam, Bàn Tử hơi xấu hổ nhìn Tiêu Phàm, nhưng lời còn chưa nói thì đã bị Tiêu Phàm cắt ngang. Ta nói lão nhị này, ngươi làm sao lại lề mề như đàn bà vậy, nàng cũng không phải là gì với chúng ta, ngươi cũng không cần xin lỗi giúp nàng a. Còn nữa, coi như ngươi làm sai cũng không cần xin lỗi, huy đệ của ta vô luận làm đúng hay sai thì ta vẫn luôn ủng hộ ngươi. Nếu mà còn như thế vậy thì không coi ta là huynh đệ rồi. Tiêu Phàm khoát tay, ngữ khí thập phần kiên quyết, hắn biết Bàn Tử đã có chút động tâm với Tuyết Lung Giác. Bàn Tử nghe vậy, trong lòng khẽ run lên, hít sâu một hơi nói, yên tâm, ta hiểu rồi. Lúc này mới giống ngươi a. Tiêu Phàm vịn bả vai Bàn Tử, cười ha ha nói, lão béo à, ngươi nói thật cho ta biết có phải ngươi đã động tâm với Tuyết Lung Giác rồi không? Không, Bàn Tử không chút do dự lắc đầu, vỗ lồng ngực bảo đảm nói, ca ca là ai ngươi còn không biết. Vượt qua vạn bụi hoa, phiến lá không dính vào người, đây mới chính là ta. Chém gió, Tiêu Phàm một mặt xem thường nhìn Bàn Tử, sau đó lại nghiêm túc nói ra, bất quá nói đi cũng nói lại, các phương diện của Tuyết Lung Giác đều không sai, bộ dạng không tệ, dáng người cũng không kém, chỉ là tính khí đại tiểu thư quá lớn một chút, hơn nữa còn ngang ngược vô lý. Lão Tam, ngươi không phải đang nói tiểu ma nữ đấy chứ? Bàn Tử cười đều nói. Tiểu ma nữ so với Tuyết Lung Giác tốt hơn nhiều, cho tới bây giờ cũng chưa từng nổi tính khí đại tiểu thư, cũng chưa từng điêu ngoa tùy hứng. Tiêu Phàm bộ dáng cao ngạo, trong lòng không khỏi xuất hiện khuôn mặt của tiểu ma nữ. Hắn phát hiện những ngày qua, tiểu ma nữ đã chậm rãi chiếm cứ lấy tâm hắn, bất quá trong lòng lại cười khổ một hồi, nhỏ giọng thầm thì nói, có lẽ thực sự là trong mắt người tình biến thành tây thi, Tuyết Lung Giác trong mắt của ta ngang ngược vô lý, không chỗ nào là tốt. Nhưng ở trong mắt lão nhị nói không chừng còn rất khả ái đây. Lão Tam, ngươi nói cái gì? Bàn Tử không có nghe rõ Tiêu Phàm nói, lớn tiếng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu vỗ vỗ vai Bàn Tử, nhếch miệng cười nói, lão nhị, ngươi đang yêu. Gạch nối. Thoáng cái hơn nửa tháng, ba người Tiêu Phàm rốt cục ra khỏi hồn thú sơn mạch, một mảnh thế giới trắng xóa khắc sâu vào tầm mắt Tiêu Phàm. Cảnh vật trước mắt như được một chiếc áo bạc bao phủ không thấy điểm cuối. Nửa tháng này, tu vi Tiêu Phàm vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông sơ kỳ, mặc dù khoảng cách chiến tông cảnh trung kỳ chỉ là một bước, nhưng hắn vẫn chưa bước qua. Điều này cũng làm hắn minh bạch, đến chiến tông cảnh, nếu muốn tiếp tục đột phá sẽ càng gian nan. Tiêu Phàm liền dứt khoát không suy nghĩ sự tình đột phá nữa, hắn đem phần lớn thời gian đặt vào chiến kỹ và tu luyện trọng kiếm vô phong. Đương nhiên, hắn cũng thỉnh thoảng chỉ điểm Bàn Tử tại phương diện tu luyện chiến kỹ, mỗi lần đưa ra quan điểm cùng cái nhìn mới đều làm Bàn Tử kinh ngạc nửa ngày. Bàn Tử không biết chiến kỹ hắn tu luyện Tiêu Phàm cũng đã luyện thành. Lão Tam, đi mau, tranh thủ trước giữa trưa đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bàn Tử ma sát bàn tay, cho dù là chiến tông cảnh nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái lạnh. Thế giới băng tuyết này lạnh thật. Toàn thân Tiêu Phàm run run nhìn bốn phía. Chỉ có trên không chân trời tỏa ra từng sợi ánh nắng nhu hòa khiến người ta cảm nhận được một loại ấm áp nhàn nhạt, hai người Tiêu Phàm tham lam hút lấy vài hơi. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, địa thế tòa hoàng thành này cao hơn nhiều so với vương triều xung quanh, từ trên cao nhìn xuống, hình dạng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều giống như mặt trăng, hơn nữa khắp nơi đều trắng như tuyết, đây cũng là nguyên nhân cho cái tên Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Tiêu Phàm từ lâu đã nghe nói qua cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Nhưng lúc tận mắt chứng kiến thì hắn vẫn có một cảm xúc hoàn toàn mới. So với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thì nơi này còn là tốt, Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ở chỗ cao nhất trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, nơi đó hàng năm đều tuyết lớn đầy trời, tè dầm cũng có thể bị biến thành băng. Bàn Tử cười to nói. Tiêu Phàm kinh ngạc, bất quá, hắn ngược lại là cảm thấy cảnh tuyết ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều có vận vị khác.
Hai người nhanh chóng đi xuyên qua tuyết nguyên mênh mông, mặc dù chỉ mặc quần áo đơn bạc, nhưng do chạy như điên cộng thêm điều động hồn lực nên hàn khí bên ngoài cũng không làm gì được hai người. Tuyết nguyên mênh mông vô cùng vô tận, Tiêu Phàm căn bản không thể nào nhận biết phương hướng, ngược lại Bàn Tử dường như hết sức quen thuộc đối với nơi này. Lão Tam, nhìn thấy đỉnh cao nhất hồn thú sơn mạch không? Chỉ cần đưa lưng về phía cái đỉnh cao nhất kia liền có thể đi tới Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Bàn Tử nhìn thấy Tiêu Phàm nghi hoặc liền giải thích nói. Tiêu Phàm lắc đầu cười một tiếng, cũng may là thời tiết tốt, nếu như bốn phía cuồng phong gào thét, bão tuyết ngăn trở tầm nhìn, muốn thấy được chỗ đỉnh cao nhất kia thì có chút khó rồi. Ân, đột nhiên Tiêu Phàm sầm mặt lại, thân hình đứng lại ngăn Tiểu Kim và Bàn Tử. Hô hô, kiếm quang bốn phía lóe lên, hơn 10 đạo thân ảnh từ dưới mặt tuyết xông ra, mỗi người đều mặc trường bào màu trắng che khuất khuôn mặt. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn Tiêu Phàm. Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, Bàn Tử sầm mặt lại, đề phòng nhìn mấy người xung quanh. Tiểu tử, nếu ngươi đã biết chúng ta vậy cũng biết nên làm thế nào rồi chứ. Thức thời nhanh lên một chút, đừng làm mất thời gian của huynh đệ chúng ta. Một thân ảnh cao giáo trong đám người bước lên phía trước một bước, âm thanh hắn, thô kệch hùng hậu, rất hiển nhiên là một nam tử. Lão nhị, Tuyết Nguyệt Liệp Thủ là cái gì? Tiêu Phàm cau mày. Hắn chỉ biết Liệp Hồn Đoàn, tại sao ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đột nhiên lại lòi ra thêm một cái Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Tuyết Nguyệt Liệp Thủ vốn dĩ là Liệp Hồn Đoàn, do ở Tuyết Nguyệt Hoàng Triều săn giết tu sĩ nhân loại được nhiều đồ vật hơn săn giết hồn thú, cho nên rất nhiều Liệp Hồn Đoàn cường đại đều trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Bàn Tử giải thích nói. Dựa theo lời ngươi nói thì chính là cường đạo rồi. Tiêu Phàm rất nhanh đã hiểu được, sau đó nghiền ngẫm nhìn mười mấy người xung quanh. Cái gọi là Tuyết Nguyệt Liệp Thủ chỉ bất quá là Liệp Hồn Đoàn cường đại một chút mà thôi, từ khí tức trên người bọn hắn, Tiêu Phàm liền có thể cảm nhận được trong 18 tên Tuyết Nguyệt Liệp Thủ này, có 8 tên chiến tông cảnh, những người khác đều là chiến tôn cảnh đỉnh phong. Liệp Hồn Đoàn thế này xác thực không phải Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn và Hổ Báo Liệp Hồn Đoàn có thể so sánh, bởi vậy Lạc Nhật Liệp Hồn Đoàn cũng không có tư cách trở thành Tuyết Nguyệt Liệp Thủ, chỉ có thể tiến vào hồn thú sơn mạch săn giết hồn thú. Tiểu tử, lời ngươi nói rất đúng, chúng ta chính là đạo tặc cản đường cướp bóc, mau đem tất cả đồ vật của ngươi giao ra sau đó cút xéo đi, nếu như làm cho đại gia không vui thì ta sẽ làm thịt tất cả các ngươi. Nam tử khôi ngô mở miệng nói, ngữ khí thập phần âm lãnh. Nếu như giết bọn chúng thì Liệp Hồn Sư Công Hội có làm khó chúng ta không? Tiêu Phàm không thèm nhìn tên nam tử kia một cái, ánh mắt chuyển hướng qua mập mạp nói. Giết Liệp Hồn Đoàn thì có. Nhưng giết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ thì không ai dám thay bọn chúng lấy lại công đạo. Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng kích động. Nghe thấy Bàn Tử nói, nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời cười to, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi một tên chiến tông cảnh trung kỳ, một tên chiến tông cảnh sơ kỳ và một con mèo nhỏ cũng muốn giết chúng ta. Tiểu tử, có phải lạnh quá nên đầu óc cũng ngừng hoạt động rồi không? Siêu, lời còn chưa dứt. Một đạo thân ảnh đột nhiên biến mất tại chỗ, tốc độ cực nhanh giống như một bông tuyết thổi qua. Phốc phốc, từng đóa huyết hoa nở rộ trong hư không, điểm thêm chút màu sắc cho tuyết nguyên trắng xóa, lập tức mấy đạo thân ảnh đã vô lực ngã xuống, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được, tất cả bọn chúng đều bị nhất kiếm phong hầu. Ngươi, khốn kiếp, nam tử khôi ngô gầm thét, hắn nào ngờ Tiêu Phàm không nói một câu liền đã động thủ, hơn nữa một kiếm liền giết 10 người bọn hắn. Hiện tại chỉ còn 8 tên chiến tông cảnh còn sống. Người này giao cho ta. Tiêu Phàm cầm vô phong kiếm chỉ về phía nam tử khôi ngô, hoàn toàn lờ đi lời nói của hắn. Tiểu Kim, những người còn lại là của chúng ta rồi. Bàn Tử nhếch miệng cười một tiếng, thân thể như mãnh hổ lao về phía mấy người kia. Tiểu tử, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nam tử khôi ngô cởi áo bào trắng bên ngoài. Một nam tử hơn 40 tuổi xuất hiện, mặt như đao tước, lạnh lùng phi phàm. Nói nhảm nhiều quá. Ngữ khí Tiêu Phàm không nóng không lạnh, vô phong quét ra một kiếm, hư không vù vù run rẩy. Nam tử khôi ngô nhe răng trợn mắt lộ ra vẻ hung ác, trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi trường đao bá đạo lăng không chém xuống, Tiêu Phàm thấy một đạo phong mang màu trắng gào thét đánh tới tới. Bang, Tiêu Phàm không lùi mà tiến, đao mang cùng kiếm mang nổ tung. Đao kiếm trong tay hai người đâm vào cùng một chỗ làm nhấc lên một trận sóng gió to lớn. Toàn thân nam tử khôi ngô chấn động một cái, thân hình lui lại mấy bước,
kinh hãi nhìn Vô Phong kiếm trong tay Tiêu Phàm, đây là kiếm gì? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể nhìn thấy tay của nam tử khôi ngô đang run không ngừng, trận giao thủ vừa rồi nam tử khôi ngô đã rơi xuống hạ phong. Là thanh kiếm sẽ giết ngươi. Tiêu Phàm băng lãnh nói ra một câu, một kiếm vừa rồi hắn chỉ thăm dò thực lực của nam tử khôi ngô, hẳn là chiến tông cảnh trung kỳ, thực lực cũng không quá mạnh muốn giết ta, ngươi còn non lắm, Hàn Phong phá. Nam tử khôi ngô mặt coi thường, hắn là chiến tông cảnh trung kỳ, làm sao có thể để một tên chiến tông cảnh sơ kỳ vào trong mắt. Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, thân thể cực tốc lao đến trước mặt Tiêu Phàm, trường đao vũ động. Một cỗ phong nhận cuồng bạo xuất hiện từ bốn phương tám hướng trong hư không vây kín Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trầm mặc không nói, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thân thể hắn đột nhiên lơ lửng, hóa thành một đạo bạch quang rồi biến mất, thoáng cái đã xuất hiện ở sau lưng nam tử khôi ngô, Vô Phong nhấc lên, một đạo hắc mang hừng hực tỏa ra làm người khác không thể mở mắt. Đạp Tuyết Vô Ngân, ngươi là, ánh mắt nam tử khôi ngô lộ ra vẻ hoảng sợ, đáng tiếc lúc này đã trễ. Đạo hắc mang kia đã xẹt qua trên cổ hắn. Nam tử khôi ngô ngã xuống đất, một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm cầm Vô Phong kiếm trong tay, ngón trỏ tay phải run run chỉ Tiêu Phàm như muốn nói cái gì, nhưng không thể nói ra được. Đạp Tuyết Vô Ngân, những người khác nghe được mấy chữ này đều giống như nghe được sự tình kinh khủng nào đó, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Chạy mau, một cái nam tử lấy lại tinh thần, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm một chút. Thân hình lóe lên liền trốn vào trong đống tuyết, không thấy tăm hơi. Những người khác nghe vậy làm sao còn dám nán lại nơi này, chỉ trong vòng vài giây liền biến mất không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm nhìn thi thể nam tử khôi ngô đang dần đóng băng trong đám tuyết, sau khi lấy hồn giới từ trong tay hắn xuống thì nhìn qua cũng không phát hiện điểm gì đặc biệt. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Phàm rơi vào một bản thư tịch cực kỳ phổ thông, bên trên viết tuyết độn thuật, trong tay hắn còn cầm một khối ngọc bội màu trắng. Mặt trước viết một chữ tam, mặt sau viết một chữ hoàng. Tam hoàng tử, Tiêu Phàm cau mày một cái, những tên tuyết nguyệt liệp thủ này chẳng lẽ là người của tam hoàng tử? Phải cũng được, không phải cũng được, nếu muốn giết chúng ta thì tốt nhất nên chuẩn bị tốt cái chết. Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, nói tuyết độn thuật mà bọn chúng vừa thi triển chính là phương pháp đào mệnh, tại tuyết nguyệt hoàng triều chỉ là công pháp rất bình thường. Bất quá cũng có chỗ độc đáo riêng của nó. Giữ lại nghiên cứu một chút. Tiêu Phàm gật đầu đem tuyết độn thuật thu vào trong không gian giới chỉ. Lúc Tiêu Phàm nhìn lại thì phát hiện tên mập đang cổ quái nhìn mình, không lẽ trên mặt mình dính gì sao? Lão Tam, thân pháp chiến kỹ ngươi vừa mới thí triển thực sự là Đạp Tuyết Vô Ngân. Bàn tử đột nhiên trịnh trọng nhìn Tiêu Phàm nói. Không sai. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng đang muốn hỏi bàn tử vì sao mấy tên tuyết nguyệt liệp thủ vừa nghe được Đạp Tuyết Vô Ngân liền chạy mất. Tiêu Phàm bĩu môi nói, mấy chữ mà thôi, có thể dọa người như vậy sao? Mấy chữ mà thôi, bàn tử quái dị kêu lên, trợn mắt một cái, hít sâu nói, người có từng nghe nói qua tuyết lâu? Tuyết lâu, Tiêu Phàm lắc đầu, cái này hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, chẳng lẽ Đạp Tuyết Vô Ngân và cái tuyết lâu này có quan hệ? Tuyết lâu cực kỳ có danh tiếng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, thế nhân thường gọi sát nhân vô ảnh, Đạp Tuyết Vô Ngân, không sai, chính như ngươi suy nghĩ. Đây là một tổ chức sát thủ, cường giả chiến vương chết ở trong tay tuyết lâu có không ít, nhưng không một ai biết hang ổ tuyết lâu ở địa phương nào. Đây cũng là thế lực tuyết nguyệt hoàng thất kiêng kỵ nhất. Bàn tử nhưng giọng nói, nhìn thần sắc của mập mạp xem ra hắn cũng có chút kiêng kỵ với tuyết lâu này. Nếu không biết tuyết lâu ở đâu thì bọn họ làm sao nhận nhiệm vụ được. Tiêu Phàm cau mày, hắn lục soát ký ức tu la truyền thừa cũng không có chút thông tin nào về tuyết lâu. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được tuyết lâu này cổ quái. Mặc dù không biết tuyết lâu ở đâu, nhưng Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có vài chỗ có thể đến đó để công bố nhiệm vụ, chỉ cần đưa trước đủ tiền đặt cọc liền có thể. Hơn nữa tuyết lâu có một quy củ, không hoàn thành nhiệm vụ, thề không bỏ qua. Về phần cụ thể là chỗ nào thì ta cũng không biết, sau này tìm một người hỏi là được. Bàn tử giải thích nói. Chỉ cần người không giết ta, ta cũng không giết người. Vậy đi tìm tuyết lâu làm cái gì? Tiêu Phàm nhún vai nói, đúng rồi, Đạp Tuyết Vô Ngân có quan hệ với tuyết lâu sao? Đạp Tuyết Vô Ngân, là thân pháp chiến kỹ vương cấp sát thủ bên trong tuyết lâu mới có thể tu luyện, người nói có quan hệ hay không? Ánh mắt bàn tử nhìn Tiêu Phàm càng ngày càng cổ quái. Sẽ không trùng hợp như thế chứ? Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng,
bản thân tùy tiện tìm một bộ thân pháp chiến kỹ trong tu la trong truyền thừa lại là chiêu bài chiến kỹ của người khác. Khó trách mấy tên tuyết nguyệt liệp thủ đó vừa nghe thấy mấy chữ đạp tuyết vô ngân liền trốn nhanh hơn thỏ. Lão Tam, người thực không biết tuyết lâu. Bàn tử vẫn không tin Tiêu Phàm, vỗ vai Tiêu Phàm nói, ta biết rồi, có phải ngươi không muốn là bại lộ thân phận không, huynh đệ hiểu. Ngươi hiểu cái gì, Tiêu Phàm bị bàn tử làm cho cứng họng, mình cùng tuyết lâu thật sự không có quan hệ gì, Tiêu Phàm không thèm để ý đến tên mập này nữa, lập tức đi về phương hướng tuyết nguyệt hoàng thành. Cái rằm ấy chứ mà ta không hiểu ngươi, nếu không lão Tam, ngươi giới thiệu ta cho tuyết lâu đi, không vì cái gì khác, chỉ cần học đạp tuyết vô ngân kia là được. Ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi tiến cử ca là được. Yên tâm, ca ca một khi gia nhập tuyết lâu, nhất định sẽ không để cho ngươi mất mặt, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành bàn đồ phu. Bàn tử hấp tấp chạy theo, một đường líu lo không ngừng, Tiêu Phàm dứt khoát bịt lấy lỗ tai xem như không nghe thấy gì. Nửa ngày sau, một tòa đại thành băng tuyết tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm rốt cục cũng nở được nụ cười, bàn tử phía sau thở hồng hộc đi theo. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện cả tòa thành này vô cùng nguy nga, cũng không phải một cái yên thành nhỏ bé có thể sánh được, tường thành óng ánh trong suốt được bao trùm bởi từng tầng băng tinh trong suốt, như mộng tựa huyễn. Tiêu Phàm vừa nhìn liền biết, đây chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Hoan nghênh đi tới Tuyết Thành, 10 khối hạ phẩm hồn thạch. Mới vừa đi tới cửa thành, hai tên tướng sĩ liền hơi thi lễ với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi cau mày. Đây là lần thứ nhất nghe nói tiến vào thành chỉ cần hồn thạch, bất quá 10 khối hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị giao 10 khối hạ phẩm hồn thạch, đột nhiên một trận ồn ào vang lên. Ai, tiểu nữ hài này thật đáng thương, nhỏ như vậy mà phụ mẫu chết hết, trời lạnh như vậy, quỳ gối như thế cũng đừng mong sống qua được đêm nay. Đi thôi, đừng nhìn, tiểu nha đầu này đoán chừng trời sinh là tai tinh khắc chết phụ mẫu. Ai tới gần nàng đều gặp xui xẻo. Bán mình chôn phụ mẫu. Tiểu nha đầu này hình như cũng chưa đến 4 tuổi đi, có thể làm cái gì chứ, uổng phí hết 100 hạ phẩm hồn thạch không nói, mua trở về còn phải lãng phí lương thực. Âm thanh lạnh lùng trong đám người không ngừng truyền đến, Tiêu Phàm theo những thanh âm kia nhìn lại, hắn thấy một tiểu nữ hài đang quỳ giữa trời đông giá rét. Tiểu nữ hài nhìn qua cũng chỉ 3-4 tuổi, y phục đơn bạc, một đôi giày rách dưới. Toàn thân lạnh cóng đến run lẩy bẩy, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, răng đang không ngừng lập cập va vào nhau. Bông tuyết đầy trời rơi trên người nàng làm tan biến một chút ấm áp cuối cùng, một trận hàn phong thổi qua làm toàn thân tiểu nữ hài không ngừng run rẩy. Thúc thúc A-di, niệm niệm, có thể thay các ngươi bóp vai, giặt quần áo, sẽ không, ăn lương thực của các ngươi. Tiểu nữ hài tựa như dùng hết một tia khí lực cuối cùng nói ra, răng run run tùy thời đều có thể ngã xuống. Một tiểu thí hài 3 tuổi cũng có thể giặt quần áo. Chắc là nhà nào đó đem cô bé ra để lừa gạt a, để cô bé nhỏ như thế đi ra đường gạt người, cha mẹ nàng thật đúng là không nhân tính. Có người xem thường nhìn cô bé, vậy mà không có ai nguyện ý mua nàng. Tiêu Phàm nhìn tiểu nữ hài nhu nhược kia, nội tâm rung động mãnh liệt một cái, mặc dù hắn sớm đã quen với sự lạnh lùng và thờ ơ trong cái thế giới này. Nhưng hiện tại, nội tâm hắn vẫn bị sự kiên cường của tiểu nữ hài này đánh động. Lão Tam, ngươi muốn đi đâu? Vào lúc Tiêu Phàm nhấc bước tiến về phía cô bé, bàn tử đột nhiên chạy đến bên cạnh gọi hắn. Chẳng qua khi bàn tử nhìn theo ánh mắt Tiêu Phàm, trong mắt bàn tử lại có hơi nước bốc hơi, nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng bàn tử muốn ngăn cản hắn, không nghĩ tới bàn tử cũng là người nặng tình như thế. Lão Tam, mua nàng đi, chẳng phải chỉ nhiều thêm một miệng ăn thôi hay sao? Bàn tử xúc động phẫn nộ nói, khi hắn kịp phản ứng thì Tiêu Phàm đã chạy gần đến chỗ cô bé kia. Tiêu Phàm nhìn cô bé đang không ngừng run rẩy trước cái lạnh khắc nghiệt của thiên địa, đôi mắt nhỏ bé long lanh kia giống như đang hòa tan nội tâm của hắn. 100 hạ phẩm hồn thạch, một con nha đầu quê mùa cũng đáng nhiều tiền như thế. Đi theo ta đi, trở về ta cho ngươi vài món thức ăn cho A cẩu nhà ta, chờ ngươi lớn lên làm nha đầu ấm giường cho ta cũng không tệ. Đột nhiên. Một âm thanh phách lối lạnh lùng vang lên. Gạch nối. Chỉ thấy một người thanh niên mặc áo bào trắng đang chậm rãi đi tới, trong tay cầm một cây quạt xếp, ở một nơi tuyết phủ mịt trời như thế này đúng là cổ quái. Sau lưng hắn còn có 4 người, hiển nhiên tên thanh niên áo trắng này là công tử của nhà nào đó trong Tuyết Nguyệt Hoàng Triều,
hắn mảy may không đem dân chúng bình thường để vào trong mắt. Lúc nhìn thấy thanh niên áo bào trắng kia, đám người không khỏi lui về sau, trong mắt lóe lên sự kiêng dè. Lại là Trần Hạo, nếu cô bé kia rơi vào trong tay hắn thì thảm rồi. Nghe nói Trần Hạo có sở thích biến thái yêu ấu đồng, không biết có phải là thật hay không. Nhỏ giọng một chút, nếu bị Trần Hạo nghe được thì đừng mong sống sót rời khỏi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Đám người bàn luận khe khẽ, giống như sợ rắn rết tránh xa tên gọi là Trần Hạo kia. Tiêu Phàm híp hai mắt đánh giá Trần Hạo, người này sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy gò, bước chân phù phiếm, rõ ràng là túng dục quá độ, thân thể cơ hồ bị tiêu hao sạch. Âm thanh nghị luận của mấy người xung quanh không nhỏ, Trần Hạo tự nhiên nghe được, bất quá hắn chẳng những không phẫn nộ mà ngược lại còn lộ ra ý cười tà, còn người gắt gao nhìn chằm chằm tiểu nữ hài. Lúc tiểu nữ hài nhìn thấy Trần Hạo, không khỏi rút cổ, thân thể cuộn tròn lại một chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Đây là 50 hạ phẩm hồn thạch, đi cùng bản công tử. Trần Hạo lấy ra một cái túi tiền, ném xuống đống tuyết trước mặt cô bé, tựa như 50 khối hạ phẩm hồn thạch này đã là ân huệ lớn nhất dành cho nàng. Bàn tử nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Trần Hạo, Tiêu Phàm ngăn hắn lại, trong mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Ta không đi cùng ngươi. Tiểu nữ hài lấy dũng khí nói, đầu lắc nguầy nguậy như trống lúc lắc. Không đi, chê tiền ít có đúng không? Nhìn cô bé xinh đẹp như búp bê, trong mắt Trần Hạo càng lóe lên vẻ dâm tà, hắn ra hiệu cho hạ nhân bên cạnh một cái, hạ nhân kia lại ném ra 50 hạ phẩm hồn thạch. Bây giờ có thể đi rồi chứ? Ánh mắt Trần Hạo hơi lạnh lẽo. Ta! Tiểu nữ hài bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cô bé rất muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng rất cần tiền để an táng cha mẹ nàng, ở chỗ này chờ mấy canh giờ chỉ có tên Trần Hạo này nguyện ý mua mình. Đừng lằng nhằng, tiền đã cho ngươi, hiện tại không đi cũng phải đi. Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống, trợn mắt chừng một cái, cô bé làm sao chịu được bộ dáng hung thần ác sát của hắn, thân thể nhỏ bé liền ngã ngồi trên mặt tuyết. Vừa dứt lời, một thân ảnh đi đến trước người của cô bé, muốn cưỡng ép mang nàng đi. Nhưng vào lúc cánh tay tráng kiện kia gần nắm được cô bé, một thân ảnh đã che trước mặt nàng lại. Tiểu tử, cút ngay, thuộc hạ Trần Hạo gầm lên một tiếng, lấy tay hóa trường đánh về phía thân ảnh ca. Biến, nghênh đón một trường của thuộc hạ Trần Hạo chỉ có một tiếng hét lớn, khí thế bàng bạc từ người kia tản ra làm tên nô tài kinh hãi ngã nhào trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Tiểu tử, người có biết ta là ai không? Trần Hạo thấy thế liền đằng đằng sát khí nhìn thân ảnh kia. Tiểu muội muội, có đồng ý đi theo ta không? Nhưng bóng người kia cũng không thèm liếc mắt nhìn Trần Hạo một cái, hắn đi đến ngồi xuống bên cạnh cô bé, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Người xuất thủ chính là Tiêu Phàm, hắn thực sự không thể nhìn nổi nữa, cũng không phải hắn thích xen vào việc của người khác, mà trong lòng hắn có quy tắc của riêng hắn. Cô bé 3 tuổi mất đi cha mẹ đã không có nơi nương tựa, nếu rơi vào trong tay Trần Hạo, tuyệt đối sống không bằng chết. Hắn cũng từng mất đi người thân, cũng đã hiểu rõ tình người ấm lạnh, hắn cũng đã từng không có nơi nương tựa, tự mình phấn đấu một thời gian, chỉ là hoàn cảnh của cô bé này còn đáng thương hơn cả hắn. Cô bé khiếp đảm ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt thanh tịnh của Tiêu Phàm, chẳng biết tại sao nàng không cần nghĩ ngợi gì liền gật đầu. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi sao? Trần Hạo phẫn nộ tới cực điểm, bản thân đường đường công tử nhà họ Trần, lại bị Tiêu Phàm ngó lơ như thế, đây quả thật là một sự sỉ nhục đối với hắn. Bình thường ai nhìn thấy hắn mà không nhún nhường 3 phần. Nhưng Tiêu Phàm vẫn làm ngơ như trước, hắn ôm lấy cô bé nhỏ, thân thể cô bé đã bắt đầu đông cứng, cơ hồ không có bất kỳ nhiệt độ gì. Từng tia hồn lực lặng lẽ truyền vào cơ thể của bé, vài giây sau, trên mặt cô bé nhỏ liền khôi phục một tia hồng nhuận phơn phớt. Giết hắn, đem thi thể hắn ném cho Tuyết Lang ăn. Trần Hạo giận tím mặt vung tay ra hiệu, 4 tên thuộc hạ như chó săn lập tức lao về phía Tiêu Phàm. Cút, Tiêu Phàm vẫn lạnh lùng nói ra một chữ, thiếu gia ăn chơi như Trần Hạo tính cả 2 kiếp hẳn đều gặp không ít. Người càng sợ hắn, hắn sẽ càng lấn tới. Âm thanh Tiêu Phàm như sấm nổ hóa thành một cỗ hồn lực bàng bạc xông ra, 4 tên chó săn của Trần Hạo run lên, thân thể trong nháy mắt mềm nhũn đặt mông ngồi ở mặt đất, trên mặt không có chút huyết sắc. Đây là Tiêu Phàm nương tay, bằng không mấy tên hạ nhân chiến sư cảnh này đã đi chầu Diêm Vương rồi. Ngươi, sắc mặt Trần Hạo âm lãnh nhìn Tiêu Phàm, còn muốn nói cái gì,
bất quá khi hắn nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của Tiêu Phàm thì toàn thân run lên, từ đầu đến chân lạnh tới cực điểm. Hắn dù sao cũng là chiến tông sơ kỳ, hoàn cảnh lạnh giá căn bản không làm gì được hắn, nhưng chẳng biết tại sao, hắn cảm giác khắp cả người phát lạnh như rớt vào hầm băng. Đám người cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Phàm, toàn thân cũng run lên. Trần Hạo cảm giác rất mất mặt, hắn cố lấy dũng khí, một mặt cao cao tại thượng nhìn Tiêu Phàm, cười lạnh nói, các hạ tốt nhất buông nàng xuống, việc này bản công tử có thể đến đây là thôi, bằng không nếu làm bản công tử không vui thì ngươi đừng mong có thể rời khỏi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Tuyết Nguyệt Hoàng chủ sao? Hay là tên hoàng tử nào? Cẩn thận nói mạnh miệng tự làm sặc bản thân. Bàn tử cũng chịu nổi nữa liền cười lạnh nói, Trần Hạo này thật đúng là làm cho người khác kinh tởm đến cực điểm. Ngươi muốn chết sao? Ánh mắt Trần Hạo phát lạnh, tên thiếu niên gầy gò làm mình mất mặt mũi liền thôi đi, hiện tại A Miêu A Cẩu nào cũng dám không để bản công tử vào mắt, đúng thật là chán sống hết rồi. Ta chính là Trần Hạo, nhị thiếu gia Trần gia, bên trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành lại dám không coi ta ra gì. Tiểu tử, ngươi có biết có vài người không thể chọc vào a, nếu không cẩn thận thì cũng không biết vì sao mà chết đấy. Trần Hạo lạnh lùng cười một tiếng, không làm gì được Tiêu Phàm nên hắn đành phải tìm về mặt mũi từ trên người bàn tử. Tiêu Phàm và bàn tử nhìn nhau, trên mặt hiện lên tiếu dung nghiền ngẫm, tên gia hỏa này đúng là rất tự tin nha. Chọc vào người không nên chọc, ngươi đang nói ngươi sao? Nhưng ta cảm thấy, ngươi còn không có tư cách này. Bàn tử khinh thường nhìn Trần Hạo, khí thế trên người đại biến, ánh mắt kia chính là ánh mắt thượng vị giả nhìn xuống kẻ dưới. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn bàn tử, hắn cảm giác bàn tử giờ phút này mới là chân thật nhất, điều này cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn về thân phận bàn tử. Không có tư cách này sao? Trần Hạo cười lạnh, đột nhiên nhìn tu sĩ bốn phía nói, các vị, ai có thể lấy đầu bọn hắn, bản công tử thiếu người đó một cái nhân tình. Lời này vừa nói ra, đám người bốn phía bắt đầu dục dịch, Trần Hạo này mặc dù ti tiện nhưng dù gì cũng là nhị thiếu gia Trần gia. Lời nói ra tuyệt đối sẽ không thu về. Nếu như có thể lấy được nhân tình của Trần Hạo, chỉ cần không phải đắc tội Trần Hạo hay gây sự với người quyền quý, thì về sau tại Tuyết Nguyệt Hoàng triều xem như nhiều thêm một cái mạng. Nghĩ vậy, không ít người chậm rãi tiến lên, hướng về phía Tiêu Phàm cùng bàn tử. Gạch nối. Phía dưới trọng thưởng, tất có dũng phu một cái nhân tình của Trần Hạo đối với phần lớn người mà nói thì cũng không khác trọng thưởng là mấy. Nhìn thấy đám người chuẩn bị vây công Tiêu Phàm và bàn tử, trên mặt Trần Hạo xuất hiện nụ cười đắc ý, mặc dù nhân phẩm của hắn kém nhưng mặt mũi Trần gia lại không nhỏ. Ở trong mắt Trần Hạo, Tiêu Phàm và bàn tử đã là người chết. Đại ca ca, Niệm Niệm sợ. Cô bé Niệm Niệm co quắp lại trong ngực Tiêu Phàm, toàn thân run rẩy. Đừng sợ, một chút nữa sẽ tốt thôi. Tiêu Phàm sờ sờ cái đầu nhỏ của Niệm Niệm, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái. Người chết rồi thì sợ cũng vô dụng. Hôm nay ta liền dạy các người đạo lý làm người, rút đao tương trợ tuy đáng ngưỡng mộ, nhưng có đôi khi là phải trả bằng mạng sống, đáng tiếc, khi chết đi các người mới có thể lĩnh ngộ được. Trần Hạo cười gằn nói, sau đó chậm rãi rời khỏi đám người. Sắc mặt Tiêu Phàm không hề bận tâm, lật tay một cái liền xuất hiện một thanh huyền thiết kiếm màu đen, một cỗ khí tức nặng nề tản ra. Ta không giết người, người muốn giết ta. Vậy cũng đừng trách tại hạ vô tình. Ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra hàn quang lạnh như băng. Huynh đệ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội Trần Thiếu, trên đường xuống Cửu Tuyền cũng đừng trách ta. Một tên nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng, giơ đại đao chém về hướng Tiêu Phàm. Muốn giết lão tam, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng. Bàn tử hoành không đứng ra, hồn lực cuồn cuộn ngưng tụ thành một đạo đao quang cao vài trượng. Nhanh giết bọn hắn, nam tử khôi ngô biến sắc. Thực lực bàn tử vượt qua hắn dự liệu, một đao kia đủ để người ta tâm sinh sợ hãi. Giết, đám người nghe vậy liền nhao nhao đánh tới Tiêu Phàm và bàn tử. Tiểu Kim gầm nhẹ chuẩn bị xuất thủ, bất quá lại bị Tiêu Phàm ngăn lại, nói khẽ Tiểu Kim, những mặt hàng này không làm gì được chúng ta, cũng đúng lúc cho chúng ta giãn gân cốt một phen. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên biến mất tại chỗ, vô phong quét ngang ra, không có bất kỳ hồn lực, cũng không có bất kỳ chiến kỹ gì. Chỉ đơn giản là một kiếm phổ thông. Răng rác, mấy món hồn binh va chạm với vô phong đều răng rác đứt gãy, biến thành một đống sắt vụn. Vào thời khắc đó, mấy tên tu sĩ liền cảm thấy hổ khẩu đau nhức,
một cỗ lực lượng bạo tạc đánh thẳng vào trong thân thể làm cơ thể bay ngược ra. Ngũ tạng lục phủ bị xé rách, máu tươi trong miệng cuồng phún còn kèm theo mảnh vụn nội tạng, thân thể bay ra mười mấy mét sau đó lăn mấy vòng trên mặt đất rồi bất động. Nhanh, nhanh giết hắn! Trần Hạo gào thét, thực lực Tiêu Phàm quá đáng sợ, một kiếm bình thường lại có thể tùy tiện chém chết chiến tông cảnh sơ kỳ. Con người Tiêu Phàm lạnh lẽo đi từng bước hướng về Trần Hạo, sắc mặt Trần Hạo tái nhợt, lặng yên trốn khỏi đám người, len lén chạy về cửa thành. Cũng đúng lúc này, hai đạo lợi mang từ phía sau hắn vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm người ta muốn tránh cũng không thể tránh. Chết đi, một tên áo đen nam tử trung niên gầm thét, trường đao trong tay rung động, khóe miệng cười đắc ý. Phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, nụ cười trên mặt nam tử trung niên áo đen cứng đờ, ngốc trệ tại chỗ, đại đao trên tay đã rơi xuống, hai tay che cổ, trên mặt đầy sợ hãi. Ý niệm cuối cùng của hắn chính là đáng lẽ người chết phải là tên kia mới đúng, tại sao lại là mình? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, trong con người không có bất kỳ tình cảm gì, một tay ôm Niệm Niệm, đem cái đầu nhỏ của nàng áp vào ngực mình, hắn không muốn tâm linh tinh khiết của Niệm Niệm bị cảnh máu tanh này nhiễm bẩn. Sau một khắc, Tiêu Phàm lần nữa động, vô phong kiếm 999 cân trong tay nhưng vẫn rất thoải mái, những nơi đi qua đều tràn ngập máu tanh. Sau đó trên mặt tuyết chỉ còn lại những cỗ thi thể lạnh như băng. Mặt đất bị huyết dịch nhuộm thành màu đỏ yêu dị trên nền tuyết trắng càng lộ ra vẻ dữ tợn. Một phương khác, bàn tử cũng giết người nhanh như chớp, lấy thực lực chiến tông cảnh trung kỳ, diệt sát một vài tên chiến tông cảnh sơ kỳ còn không phải dễ như giết gà. Trần Hạo và bốn tên chó săn thấy thế liền trở nên hoảng sợ, trong lòng bọn hắn có chút bất an, hình như đã đắc tội với người không nên đắc tội rồi. Nhị thiếu gia, hay là chúng ta chạy trước đi, sau đó tìm người lợi hại hơn đến đối phó với hắn, hiện tại đừng làm tổn thương thân thể quý giá của ngài. Một tên nô tài nịnh nọt nhìn Trần Hạo nói. Trần Hạo không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, quay người chạy vào Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Những tên tướng sĩ thủ thành nhẹ thở phào, cũng may Trần Hạo không kêu bọn hắn xuất thủ, nếu không là tiến thối lưỡng nan rồi, bọn hắn không muốn đắc tội Trần Hạo. Cũng không muốn chọc giận tên sát nhân cuồng ma Tiêu Phàm này. Trần Hạo chạy rồi, chúng ta đi thôi. Có người nhìn thấy Trần Hạo mất tích liền lập tức muốn trốn. Phốc, vừa dứt lời, đầu của hắn đã bay lên không trung, hai mắt trợn thật lớn, hắn không thể tin mạng của hắn lại kết thúc như thế. Thiếu niên áo đen đứng trước thi thể không đầu, con người đen kịt băng lãnh khiến cho người khác sợ hãi tới cực điểm. Các hạ, chẳng lẽ lại muốn chém tận giết tuyệt sao? Lại có người mở miệng, đáng tiếc, nghênh đón hắn cũng chỉ là một kiếm vô tình. Một kiếm ra, bông tuyết rơi, huyết hoa vũ. Mặt đất bên ngoài cửa thành nguyên bản trắng xóa hiện tại đã bị nhuộm thành một màu đỏ, trong không khí xuất hiện một cỗ áp lực làm người ta không thở nổi. Hoa tuyết thiên nhiên xinh đẹp như thế, nhưng cũng lạnh lẽo vô tình, trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, bi thương, sinh mệnh của con người cũng dần kết thúc vào thời khắc này. Tiêu Phàm đứng ở đó tựa như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, mặc cho bông tuyết rơi lên trên vai hắn, giờ phút này tâm hắn rất lạnh, ngay cả bông tuyết cũng không thể hòa tan ra mà ngược lại còn đông kết thành băng xương. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc của tuyết lớn đầy trời, đối với tu sĩ ở đây thì âm thanh này đã quá quen thuộc, nhưng hiện tại lại cảm thấy ní ưu mỹ, dễ nghe như thế. Bởi vì rất có thể đây chính là âm thanh cuối cùng mà bọn hắn có thể nghe thấy. Vị huynh đệ kia, là chúng ta sai, chúng ta không nên bị người khác mê hoặc. Rốt cục có người nhìn không được loại tràng diện ngạt thở này, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, ngay cả dũng khí để chạy hắn đều không còn rồi. Huynh đệ, xin tha thứ cho chúng ta sai, chúng ta không nên ra tay với ngài. Huynh đệ, ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn đứa con 3 tuổi gào khóc đòi ăn, xin tha ta một mạng. Một tên tu sĩ khác quỳ xuống. Đáng thương nhìn Tiêu Phàm, bọn họ thực sợ hãi, người trước mắt nhất định là sát tinh không có bất kỳ tình cảm gì. Lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đánh cược một phen, hy vọng đối phương có thể thương hại bọn hắn. Đúng lúc này, cửa thành xuất hiện mấy đạo thân ảnh, lúc bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thì trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Là hắn, những người này đúng là tự tìm cái chết, cũng dám đắc tội tên sát tinh này, đại ca chúng ta đều chết ở trong tay hắn. Chỉ bằng mấy tên tôm tép mà cũng dám vây công hắn. Vô tình như thế, người này quả nhiên là người của Tuyết Lâu,
chiến tông cảnh đã có thể tu luyện đạp tuyết vô ngân, địa vị bên trong tuyết lâu chắc chắn không thấp. Chúng ta đắc tội không nổi, nhưng dù thế nào thì thù của đại ca cũng nhất định phải báo. Mấy người kia mém chút kinh hô, vội vàng che miệng lại, bọn hắn cũng không muốn lưu lại đây thêm một giây nào, thoát cái đã biến mất. Tiêu Phàm cảm giác có người nhìn mình, hắn chậm rãi quay đầu nhìn về hướng cửa thành, vừa đúng lúc thấy mấy người biến mất, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Gạch nối. Tiêu Phàm chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn hơn 10 đạo thân ảnh đang quỳ trên mặt đất, cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi vô phong, những người này có lẽ đáng chết, nhưng hiện tại giết bọn chúng cũng không còn chút hứng thú nào rồi. Tạ ơn, đa tạ đại nhân, nhìn thấy Tiêu Phàm thu hồi hắc thiết kiếm, mười mấy người quỳ trên mặt đất lập tức lệ nóng quanh tròng, hướng về phía Tiêu Phàm dập đầu mấy cái. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, người, chỉ khi còn sống mới là đáng quý nhất. Tiêu Phàm cũng không thèm nhìn bọn họ một cái đã trực tiếp đi đến cửa thành, bàn tử nhìn Tiêu Phàm một cái rồi cùng Tiểu Kim đi theo. Đi đến cửa thành, Tiêu Phàm lấy ra 30 khối hạ phẩm hồn thạch, mấy tên tướng sĩ thủ thành kia nào dám lấy, vội vàng nhường đường cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đem 30 khối hạ phẩm hồn thạch ném cho một tên tướng sĩ, cũng không quay đầu lại đi vào bên trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Nhìn bóng lưng thẳng tắp biến mất, đám người im lặng thật lâu. Đi trên đường cái trong thành, sự băng lãnh trên người Tiêu Phàm trong nháy mắt biến mất, hắn sờ Niệm Niệm trong ngực, nói, lạnh không? Đại ca ca, muội không lạnh. Niệm Niệm nhu thuận lắc đầu, hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm. Muội tên là Niệm Niệm đúng không, cha mẹ muội đâu? Tiêu Phàm hỏi, nghe nói như thế, Niệm Niệm lập tức khóc thút thít, ngón tay nhỏ bé chỉ về một phương hướng, thương tâm nói, cha mẹ đều chết rồi. Yên tâm, về sau có ca ca. Ai cũng không thể khi dễ muội. Tiêu Phàm xoa xoa cái đầu nhỏ của Niệm Niệm, trong lòng chẳng biết tại sao lại cảm thấy thập phần đau lòng. Hai người dưới sự chỉ dẫn của Niệm Niệm, rất nhanh đi tới một ngôi nhà gỗ cũ nát, trên đường đi, có không ít người nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm nào. Nơi này hẳn là xóm nghèo của Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, đều là những người ở tầng lớp thấp nhất. Bàn tử nhìn phòng ốc cũ nát bốn phía, thần sắc có chút trầm trọng. Tiêu Phàm gật đầu, vô luận là ở đâu đều cũng có dân chúng bình thường, bọn họ giãy giụa sinh tồn dưới tầng chót nhất, không có bọn họ thì những thứ được gọi là thế gia cùng quý tộc cũng vô pháp tôn vinh thân phận và địa vị của chúng. Ba ba, mụ mụ, Niệm Niệm nức nở kêu to, giãy giụa tránh thoát từ trong ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thả Niệm Niệm xuống, Niệm Niệm nhanh chóng chạy vào trong nhà gỗ, tuyết lớn rơi đầy cổ của cô bé nhưng nàng vẫn không mảy may dừng lại. Hai tử nhà nghèo đã sớm hiểu chuyện rồi. Bàn tử thán một hơi, tiểu nữ hài này chỉ có 3 tuổi mà thôi, cũng đã rất hiểu chuyện, những con em đại gia tộc kia thời điểm 3 tuổi, đoán chừng còn nũng nịu trong ngực phụ mẫu. Tiêu Phàm không đành lòng, ôm lấy Niệm Niệm đi đến trước cửa nhà gỗ, đẩy cửa nhà gỗ ra, một cỗ gió lớn thổi vào, trong nhà gỗ cũng bao trùm lấy một tầng hơi mỏng bông tuyết. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới nguyên lai chủ nhân thân thể này. So với tiểu nữ hài Niệm Niệm thì hắn cảm thấy may mắn hơn nhiều. Trên chiếc giường cây đang nằm hai cỗ thi thể đã lạnh như băng, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái, quét mắt một vòng liền phát hiện, hai người này đoán chừng đã chết được vài ngày, bởi vì thời tiết giá lạnh nên nhìn qua chỉ giống như đang ngủ. Lão Tam, bọn họ chết như thế nào? Bàn tử nhìn hai cỗ thi thể kia nói. Chết cóng. Tiêu Phàm lắc đầu, người người lớn như thế này đều bị chết cóng. Cô bé Niệm Niệm có thể sống sót đã là ông trời thủ hạ lưu tình rồi. Bất quá khi Tiêu Phàm nhìn thấy khe hở trong ngực hai người thì hắn liền hiểu ra, Niệm Niệm sở dĩ không chết là bởi vì phụ mẫu nàng đã đem hơi ấm cuối cùng để sưởi ấm nàng. Tìm một chỗ chôn bọn họ thôi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, bàn tử hiểu ý, ôm hai cỗ thi thể đi ra ngoài cửa. Không bao lâu, hai người một thú xuất hiện ở trên một đỉnh núi bên ngoài Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, trước người bọn họ có hai nấm mồ. Bọn hắn biết rất nhanh chỗ này sẽ bị băng tuyết bao trùm, đến lúc đó cũng không lưu lại được thứ gì. Cô bé Niệm Niệm còn đang nức nở, thấy Tiêu Phàm và bàn tử, nàng liền quỳ trên mặt đất, nhu thuận nói, tạ ơn hai vị đại ca ca, Niệm Niệm làm trâu làm ngựa cũng nhất định báo đáp hai vị đại ca ca. Tiêu Phàm đau lòng ôm Niệm Niệm, vuốt cái mũi ngọc tinh xảo nói của cô bé nói, chúng ta là đại ca ca của muội, muội không cần cảm ơn chúng ta. Đúng thế, Niệm Niệm. Tên đầy đủ của muội là Niệm Niệm sao? Về sau liền cùng hai vị đại ca ca cùng một chỗ, xông sáo thiên hạ.
Bàn tử cười cười nói. Muội cũng không biết tên đầy đủ của muội là gì, cha mẹ đều là gọi muội như vậy, nhưng muội nghe hàng xóm nói là cha mẹ nhặt muội về từ trong rừng. Niệm Niệm thập phần hiểu chuyện nói ra, nháy mắt nhìn Tiêu Phàm và Bàn tử, hai vị ca ca tên gọi là gì? Ta tên Tiêu Phàm, đây là ta nhị ca Nam Cung Tiêu Tiêu, ngươi gọi hắn là Bàn ca ca đi, còn nữa, đây là bằng hữu Tiểu Kim. Tiêu Phàm cười giới thiệu một lần. Con mèo nhỏ thật đáng yêu, Niệm Niệm ôm một cái. Niệm Niệm nhìn thấy Tiểu Kim liền vui vẻ, ánh mắt thuần khiết giơ hai tay về phía Tiểu Kim. Điều hiếm thấy là Tiểu Kim bình thường không cho Tiêu Phàm ôm lại thân mật cọ cọ vào cái đầu nhỏ của Niệm Niệm. Đột nhiên, Niệm Niệm nhìn Tiêu Phàm nói, đại ca ca, sau này muội có thể gọi là Tiêu Niệm Niệm được không? Ha, Tiêu Phàm không hiểu nhìn Niệm Niệm. Niệm Niệm, tại sao không lấy họ của ta, gọi là Nam Cung Niệm Niệm a, so với Tiêu Niệm Niệm thì êm tai hơn nhiều. Bàn tử trêu ghẹo nói. Niệm Niệm nhất thời im lặng, chu miệng nhỏ nói, dù sao muội cũng muốn cùng họ với đại ca ca, liền gọi là Tiêu Niệm Niệm. Vậy sau này muội tên Tiêu Niệm Niệm, ta sẽ là ca ca của muội. Tiêu Phàm ôm Niệm Niệm cười nói. Trong lòng hắn hết sức vui mừng, tiểu hài tử cuối cùng là tiểu hài tử, rất nhanh quên đi bi thương, đây cũng là điều mà hắn hy vọng. Ba người một thú rất nhanh trở lại Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Tiêu Phàm cùng Bàn tử tại tiệm may mua cho Niệm Niệm vài bộ y phục xinh đẹp, Niệm Niệm cười như tiểu tinh linh. Niệm Niệm mặc một bộ y phục bằng lông chồn, nhìn qua như một búp bê xinh đẹp bằng sứ, linh động, đáng yêu, chỉ là sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Cũng tại lúc này, Trần Hạo một mình một người đi vào một tòa trong tử lâu trong Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, một nữ tử mặc váy đỏ liếc hắn một cái, liền chào đón, khách quan, ta có thể giúp gì cho ngài? Ta muốn giết người. Trần Hạo nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ, sự tình hôm nay làm hắn quá oan uổng, hắn muốn về gia tộc tìm mấy người giết Tiêu Phàm, nhưng lại lo lắng thân phận Tiêu Phàm, sợ liên lụy đến gia tộc, cho nên cuối cùng hắn liền làm một lựa chọn, Tuyết Lâu. Tuyết Lâu giết người, xưa nay sẽ không tiết lộ tên người thuê, cho dù Tiêu Phàm may mắn không chết, hắn cũng sẽ không bị bại lộ bản thân. Khách quan biết quy củ của Tuyết Lâu, nữ tử váy đỏ vũ mị cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Biết rõ. Trần Hạo gật đầu, quy củ Tuyết Lâu đơn giản chính là, chỉ cần mục tiêu chưa chết thì vẫn tiếp tục truy sát, đây chính là thứ mà Trần Hạo cần. Tính danh, thực lực, đem tin tức người biết nói cho ta, ta đăng ký một chút. Nữ tử váy đỏ lấy ra giấy bút. Ta không biết tên hắn, chỉ biết là hắn là chiến tông cảnh sơ kỳ, cầm một chuôi hắc thiết kiếm, đúng rồi, bên cạnh hắn còn có một tên mập, cùng một tiểu nữ hài 3-4 tuổi. Trần Hạo đem tin tức hắn biết nói ra toàn bộ. Những tin tức này đủ rồi. Nữ tử váy đỏ cười nhạt một tiếng, 400 vạn hạ phẩm hồn thạch. 400 vạn, thanh âm Trần Hạo bỗng bén nhọn mấy phần, 400 vạn hạ phẩm hồn thạch đối với hắn mà nói cũng là con số không nhỏ. Cuối cùng, Trần Hạo vẫn lấy ra một tấm hồn thạch tạp, đưa 400 vạn hạ phẩm hồn thạch cho đối phương. Khách quan yên tâm, 3 ngày sau ngươi sẽ thấy được đầu người mà ngươi muốn. Nữ tử váy đỏ cười vũ mị, trên mặt thập phần tự tin. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Hoàng Cung, trong một tòa cung điện lộng lẫy đường hoàng, một thanh niên đang cầm một quyển sách xem đến nhập thần, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Khởi bẩm Tam Hoàng tử Điện Hạ, Trương Loan cầu kiến. Xuyên qua cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh mơ hồ. Tiến đến, thanh niên nam tử nhàn nhạt nói ra một câu. Ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm sách trong tay. Két một tiếng, cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh đi tới, mà một người khác lại cung kính lui xuống dưới. Thủ hạ bái kiến Tam Hoàng tử. Một tên nam tử trung niên đột nhiên quỳ trên mặt đất, toàn thân khẽ run lên, cưỡng ép để bản thân bình tĩnh lại, nói, đại ca ta chết rồi. Thanh niên nam tử nghe vậy, tay cầm sách hơi rung động một cái, lập tức chậm rãi đặt sách xuống quay người lại. Một khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ hiện lên trước mắt nam tử trung niên. Thanh niên mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, bên trong vô hình tản ra một cỗ uy nghiêm thượng vị giả, hai mắt sâu như biển làm người ta nhìn không thấu. Người này chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng, tử Tuyết Ngọc Long, là người có hy vọng trở thành Tuyết Nguyệt Hoàng chủ sau này. Chết như thế nào, lúc này, Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long mới lên tiếng, ngữ khí vẫn thập phần bình tĩnh. Bị một người giết chết. Nam tử trung niên không dám nhìn thẳng Tam Hoàng tử, sau đó đem chuyện ngày đó cặn kẽ kể rõ,
Từ đầu đến cuối, Tuyết Ngọc Long đều không nói một lời, thần sắc không hề bận tâm. Tam hoàng tử, hôm nay tại bên ngoài hoàng thành chúng ta lại nhìn thấy hắn, người này sát khí trùng thiên, xuất thủ vô tình, lại thêm thân pháp chiến kỹ đạp tuyết vô ngân, có thể là người của Tuyết Lâu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi nói. Tuyết Lâu sao? Trên mặt Tuyết Ngọc Long rốt cục có chút biến hóa, tựa như lâm vào trầm tư, nam tử trung niên liền thở mạnh cũng không dám. Các ngươi tạm thời không nên xuất hiện, lúc này bản cung sẽ xử lý, người đi lui xuống đi. Tuyết Ngọc Long khoát khoát tay suy nghĩ, nam tử trung niên cung kính thối lui. Tiêu Phàm tìm một gian khách sạn ở lại, Tiểu Kim và Niệm Niệm hai người chơi quên cả trời đất. Sau khi Niệm Niệm ngủ say, Tiêu Phàm bàn giao bàn tử một câu liền dẫn Tiểu Kim rời phòng. Rất nhanh, một người một thú lần nữa xuất hiện ở bên ngoài Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, Tiêu Phàm xếp bằng ở trên mặt tuyết tiến vào trạng thái nhập định. Vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển, trong tay nắm mấy viên hồn tinh ngũ giai. Đỉnh đầu hắn có một đạo hắc ảnh lơ lửng, điên cuồng hấp thu trong tay hồn tinh. Một cỗ lực lượng bàng bạc rót vào bên trong kinh mạch Tiêu Phàm, quanh thân hắn xuất hiện từng tia kiếm khí sắc bén. Trong nội viện Thần Phong học viện tu luyện mấy ngày, tu vi hắn một mực kẹt tại chiến tông cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hơn một tháng rèn luyện đã ẩn ẩn có xu thế muốn đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ. Cái gọi là sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, cách đột phá chỉ còn một bước mới gọi là đỉnh phong. Một khi xuyên phá tầng giấy mỏng này liền có thể bước vào cảnh giới cao hơn. Hơn một tháng rèn luyện, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm rốt cục đạt tới đỉnh phong, đúng ra thì hai ngày trước đã có thể đột phá nhưng hắn vẫn một mực áp chế lại. Giờ phút này, hồn lực hắn đã sung mãn, dưới tình huống không sử dụng luyện thể dịch ngũ giai và thối hồn dịch chắn chắn sẽ không thể tiến bộ, tiếp tục dừng lại ở chiến tông cảnh sơ kỳ đã không còn ý nghĩa gì, lúc này hắn mới lựa chọn đột phá. Theo hồn lực trải rộng toàn thân, Tiêu Phàm cũng nhíu mày, tu vi đột phá, kinh mạch cũng mở rộng ra, đây chính là một quá trình vô cùng thống khổ. Tiêu Phàm toàn lực vận chuyển vô tận chiến quyết, một cái chu thiên, hai cái chu thiên, mấy viên hồn tinh chỉ còn lại một ít, Tiêu Phàm không chút do dự lại lấy ra mấy viên hồn tinh khác, cùng hơn trăm vạn hạ phẩm hồn thạch. Bên trong hạ phẩm hồn thạch ẩn chứa hồn lực thập phần mỏng manh, nhưng trên người hắn hiện tại chỉ còn lại vài viên hồn tinh ngũ giai. Phần thiếu chỉ có thể dùng hồn thạch để bù. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành ban đêm, tuyết vẫn rơi như ban ngày, Tiêu Phàm sợ kinh động người khác nên cố ý tìm một địa phương cực kỳ vắng vẻ. Gió mát phất phơ, hồn lực quanh thân Tiêu Phàm dâng lên, một cỗ khí thế bàng bạc tản ra bốn phương tám hướng. Mấy giây sau, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy chục trượng lấy Tiêu Phàm làm trung tâm đột nhiên bạo động, cuồng phong trong không gian nổi lên, như phong vân biến ảo. Hồn tinh và hồn thạch xung quanh hắn có thể dùng mắt thường thấy nó đang thu nhỏ lại, hóa thành một cỗ hồn phong vây quanh thân thể Tiêu Phàm, sau đó chậm rãi biến thành một cái vòng xoáy gào thét như vòi rồng. Cách đó không xa, Tiểu Kim thấy thế không khỏi gầm nhẹ mấy tiếng, lộ ra vẻ kiêng dè. Hô hô hô, thiên địa linh khí và hồn lực gào thét, băng tinh bốn phía Tiêu Phàm đều bị bắn ngược trở ra, hàn băng trên mặt đất nhanh chóng hòa tan. A, à, lại có người tại đột phá. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, bất quá bóng người kia dần dần đi xa, khí tức trên người Tiêu Phàm phát ra làm đối phương có chút sợ hãi. Sắc mặt Tiêu Phàm như nước, thập phần bình tĩnh, nhưng theo linh khí và hồn lực phong bạo bốn phía đang điên cuồng chạy vào trong cơ thể thì trên mắt rốt cuộc cũng có tia gợn sống. Phá cho ta! Tiêu Phàm như một đầu chân long đang gầm thét, trong cơ thể truyền đến tiếng vang ầm ầm, hồn lực cuồn cuộn như hồng thủy vỡ đê tản ra bốn phương tám hướng. Sắc mặt Tiêu Phàm đỏ bừng, máu trong cơ thể triệt để sôi trào. Oanh, theo một tiếng nổ vang, một tầng gông cùm xiềng xích bị phá vỡ, khí tức cuồng bạo trên người Tiêu Phàm tản ra mọi phía. Tạch tạch tạch, hàn băng trên mặt đất phá toái, vết rạn như mạng nhện lan ra khắp mặt đất. Bên ngoài thân thể hắn, kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người tản mát ra kim quang vàng rực, dáng vẻ trang nghiêm, từng đạo hồn kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra xuyên thủng hư không. Phát ra tiếng chói tai. Vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, dẫn dắt hồn lực trong tẩy rửa cơ thể một lần. 10 chu thiên, 20 chu thiên, dòng dã đạt tới 49 cái chu thiên, cỗ khí tức trên người hắn mới rốt cục bình tĩnh lại, trên mặt Tiêu Phàm cũng lộ ra tiếu dung. Hơn một tháng, rốt cục đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ, thực sự là không dễ dàng. Khó trách Mạc lão nói về sau muốn đột phá là vô cùng gian nan.
Tiêu Phàm hít sâu, hắn cũng chưa bằng lòng với tu vi hiện tại. Đột phá chiến tôn cảnh trung kỳ, còn có chiến tông cảnh hậu kỳ, đỉnh phong, mà những thứ này cũng không phải là mục tiêu cuối cùng của hắn. Chiến vương, chiến hoàng, thậm chí chiến đế, đó mới là cảnh giới hắn hướng tới. Hô, Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, cuồng phong bốn phía chậm rãi yên tĩnh lại, hồn tinh ngũ giai cùng hơn trăm vạn hạ phẩm hồn thạch trong tay hắn đều biến mất không còn một mảnh, chúng đều biến thành bột phấn tiêu tán trong không trung. Về sau muốn dựa vào hồn tinh ngũ giai để đột phá xem ra rất khó, hơn nữa, hồn lực trong hạ phẩm hồn thạch cũng rất mỏng manh, nhất định phải dùng trung phẩm hồn thạch để tu luyện. Tiêu Phàm thở dài, trên mặt khổ sở. Hắn rốt cục minh bạch một câu, người nghèo theo văn, người giàu theo võ, muốn vào cảnh giới cao hơn chỉ có thiên địa linh khí mà không đủ tài nguyên là điều không thể nào. Giống, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, cũng cao hứng vì Tiêu Phàm. Đi thôi, tới lúc nên về rồi. Tiêu Phàm nhìn chân trời toàn một màu trắng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Gạch nối. Lão Tam, người rốt cục đã về, ha, lại đột phá. Trở lại khách sạn, Bàn Tử đang cùng Niệm Niệm đang ăn sáng, khi nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới thì thần sắc lập tức chấn động. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười. Bàn Tử một mặt xem thường, trực tiếp duỗi ra hai ngón giữa. Động tác này hắn cũng học từ Tiêu Phàm. Đúng rồi, hôm nay người ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành có vẻ nhiều hơn hôm qua. Tiêu Phàm ngồi vào một bên, cho Tiểu Kim một cái đùi heo rừng. Nghe nói học viện thi đấu nửa tháng sau sẽ cử hành, 12 đại vương triều phụ thuộc Tuyết Nguyệt Hoàng Triều đều đã bắt đầu lục đục chạy đến. Bàn Tử giải thích nói. Tin tức của ngươi rất linh thông a. Tiêu Phàm cười cười, phải rồi, ngươi có vẻ như rất quen thuộc đối với Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Mang ta đi mua chút dược tài nào. Dược tài, đi Lăng Vân Thương Hội hay là luyện dược sư công hội? Bàn Tử lập tức hứng thú, hắn biết Tiêu Phàm cần dược tài để làm gì. Luyện dược sư công hội đi, đi xem dược tài nơi đó như thế nào. Tiêu Phàm nói ra, được, ăn xong điểm tâm rồi đi. Bàn Tử lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến, cho dù ngươi ăn anh thì cũng phải chờ Niệm Niệm a. Tiêu Phàm xem thường nhìn Bàn Tử. Tên mập này từ sau khi cảm nhận được chỗ tốt của tứ giai luyện thể dịch và thối hồn dịch thì hiện tại lúc nào cũng kè kè theo mình. Một lúc lâu sau, nhóm Tiêu Phàm đi tới trước mặt một tòa cung điện khổng lồ, nhìn cung điện cuồn cuộn nguy nga trước mắt, trong lòng Tiêu Phàm hơi sợ hãi thán phục, Hoàng Thành luyện dược sư công hội quả nhiên không phải Vương Thành có thể so sánh. À, làm sao hôm nay nơi này lại nhiều người như thế? Bàn Tử kinh ngạc nhìn đại sảnh trong luyện dược sư công hội. Nơi đó đầy đầy người, gần như chật cứng. Đột nhiên Bàn Tử vỗ đầu một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Phàm nói, Lão Tam, hôm nay là khảo hạch luyện dược sư, không bằng ngươi cũng đi kiểm tra tư cách luyện dược sư đi. Ta tin với thực lực ngươi chắc chắn sẽ làm cho bọn chúng giật mình. Khảo hạch luyện dược sư, Tiêu Phàm nhíu mày, lập tức lắc đầu nói, bản thân ta biết là được, cũng không cần để mọi người phải biết. Cũng không thể nói thế được. Người không biết chỗ tốt luyện dược sư, giống như ca ca đây cũng có một cái giấy chứng nhận tư cách tam phẩm chú tạo sư, tại bất kỳ phân hội chú tạo sư công hội nào mua sắm vật liệu đều sẽ được ưu đãi 10%, luyện dược sư cũng như thế, hơn nữa, nếu ngươi có muốn linh dược thì bọn hắn cũng sẽ ưu tiên cho luyện dược sư nội bộ. Bàn Tử giải thích nói. À, nghe Bàn Tử nói như thế, Tiêu Phàm cũng bắt đầu có hứng thú. Hiện tại hình như vẫn chưa bắt đầu. Ta sẽ đi báo danh cho ngươi. Bàn Tử thấy Tiêu Phàm không có phản đối liền kích động xông vào bên trong luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm muốn kéo Bàn Tử lại nhưng đáng tiếc đã không kịp, hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ thôi, sau này khẳng định cần không ít dược thảo, đến cùng thì cũng không thể một mình tìm hết được, có luyện dược sư công hội hỗ trợ hẳn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng đi vào luyện dược sư công hội, bên trong đại sảnh người rông như kiến. Hắn ôm Niệm Niệm, Niệm Niệm ôm Tiểu Kim, hồi lâu mới đi vào bên trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, đủ để dung nạp mấy ngàn người, nhưng cho dù như thế thì hiện tại cũng cực kỳ chật, có thể thấy khảo hạch luyện dược sư vô cùng náo nhiệt. Nhón chân lên, Tiêu Phàm lập tức nhìn thấy, bên trong đám người có một mảnh đất trống 10 trượng, phía trên đất trống đang đặt 10 cái bàn đá, trên bàn đá để lít nha lít nhít dược thảo. Ngoài ra trên 10 cái bàn đá còn để 10 cái luyện dược đỉnh y hệt nhau dùng để luyện dược. Phía trước chỗ trống có 3 đạo thân ảnh đang ngồi,
đó là một lão già, một nam tử trung niên và một nữ tử trung niên, xem ra đây chính là ban giám khảo luyện dược sư công hội an bày. Ân, liếc nhìn đám người, đột nhiên hai mắt Tiêu Phàm ngưng tụ khi nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, khó trách tại Yến Thành không có gặp phụ tử Trương Nhiễm Trương Hy, không ngờ bọn chúng lại chạy đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành. Lão Tam, ta đã báo danh thay ngươi, bà nội nó, cái luyện dược sư công hội này còn đen hơn cả chú tạo sư công hội của ta nữa, phí báo danh lại muốn tận 10 vạn hạ phẩm hồn thạch. Bàn tử đi tới bên cạnh Tiêu Phàm, có chút đau lòng nói. Trở về sẽ cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, 10 vạn hạ phẩm hồn thạch hắn vẫn không để ở trong lòng. Không cần, trở về ngươi chỉ điểm ta bát hoang lục hợp trưởng kia là được. Bàn tử cười ha ha giống như vừa mới lừa gạt thành công Tiêu Phàm. Đều được, ngươi ôm Niệm Niệm thay ta. Tiêu Phàm gật đầu, đem Niệm Niệm và Tiểu Kim đưa cho bàn tử. Tiêu Phàm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau, nhưng lại không hề phát hiện ra thứ gì. Lão Tam, làm sao thế? Bàn tử nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, sâu trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hắn cảm giác vừa rồi tuyệt đối không có sai, có một đạo sát khí nhắm vào hắn, mặc dù chỉ trong nháy mắt liền biến mất nhưng cảm giác này làm toàn thân hắn run lên một cái. Đừng khẩn trương, còn chưa bắt đầu đâu, cứ buông lỏng một chút, lúc ta khảo hạch chú tạo sư cũng rất giống ngươi hiện tại. Bàn tử còn tưởng rằng Tiêu Phàm đang khẩn trương, lại không biết một cỗ nguy hiểm đang lặng lẽ tiến đến. Mọi người im lặng một chút, khảo hạch luyện dược sư hiện tại bắt đầu. Tổ thứ nhất, Lý Tuyền Tâm, Vương Vũ. Một âm thanh hùng hậu vang lên. Âm thanh này vừa vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh lại, 10 người đi xuyên qua đám đông đi đến khu vực trống kia, mỗi người đều rất ngạo khí, ánh mắt nhìn về phía mấy người cùng lứa tràn ngập khinh thường. Các ngươi phải luyện chế dược dịch theo phương thuốc được viết sẵn đặt ở bàn đá trước mặt các ngươi, phương thuốc này cũng không nhất định chính xác, các ngươi cần phải thận trọng, cuối cùng có thể luyện thành dược dịch như thế nào, có thể thành công hay không liền phải dựa vào bản thân các ngươi, thời gian một nén nhang hiện tại bắt đầu. Người nói là nam tử trung niên trong ban giám khảo. Hắn vừa dứt lời, một nữ tử liền đốt một cây nhang cắm vào trong lư hương. Mấy người kia thấy thế liền vội vàng bắt đầu công việc. Nếu như chỉ là luyện chế dược dịch đã biết thì đối bọn hắn cũng không có quá nhiều tính khiêu chiến, nếu khó chỉ khó ở hai điều. Điều thứ nhất là phân biệt phương thuốc, vô luận là thành phần hay là liều lượng đều phải cái nắm chắc chuẩn xác, chỉ cần sai sót một chút cũng sẽ có khả năng thất bại lớn, thậm chí còn luyện chế thành độc dược. Điều thứ hai chính là thời gian một nén nhang cũng không phải là dài, cần thời gian phân biệt phương thuốc, chọn lựa dược tài. Quan trọng nhất là quá trình luyện dược cực kỳ tốn thời gian. Khảo hạch luyện dược sư còn có tranh tài cao thấp, đúng là có ý tứ a. Tiêu Phàm thì thầm, bất chi bất giác đã đi lên phía trước đám đông. Có ý tứ, ngươi biết luyện dược sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh khinh thường từ bên cạnh vang lên, chỉ thấy một tên thanh niên lam bào không có ý tốt đang nhìn hắn. Tiêu Phàm một mặt mờ mịt, ta bất quá chỉ nói một câu mà thôi, liên quan quái gì đến ngươi? Bất quá Tiêu Phàm cũng lười so đo với hắn, ánh mắt lần nữa rơi vào 10 người đang khảo thí. Hừ, về sau ta nhất định phải đề nghị luyện dược sư công hội trong lúc khảo hạch luyện dược sư không cho người không liên quan vào, quấy rầy người khác luyện dược. Thanh niên Lam Bảo âm dương quái khí nói, lời này hiển nhiên là nói cho Tiêu Phàm nghe thấy. Này Chu Văn Bân, người ta đến coi thì làm sao, có đụng chạm gì đến ngươi à? Một thiếu nữ mặc quần dài màu tím bên cạnh lam bào thanh niên đột nhiên mở miệng. Thiếu nữ xinh đẹp linh lung, lông mi cong như lá liễu, da thịt căn mỏng phảng phất có thể chảy ra nước, thân thể mềm mại như ngọc nhẹ nhàng mà non mềm, thanh nhã trang phục, quanh người nàng như tỏa ra một vần hòa quang vô hình. Mộng Điệp nói phải. Thanh niên lam bào vội vàng mở miệng nói, bộ mặt nịnh nọt nhìn thiếu nữ váy tím, chỉ là lúc nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt lại xuất hiện lãnh quang. Gạch nối. Tiêu Phàm lơ đễnh liếc mắt nhìn nam tử áo xanh, đoán chừng lại là đệ tử đại gia tộc, sợ mình đoạt lấy nữ thần trong lòng liền ghi hận mình. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về 10 thanh niên nam nữ phía trước, 10 người đã chuẩn bị ổn thỏa đang bắt đầu luyện dược. Thời gian một nén nhang rất gấp rút, Tiêu Phàm có thể dễ dàng nhìn ra có mấy người đang vô cùng khẩn trương, hơn nữa ngay cả dược tài và liều lượng cũng chọn sai, có thể thành công luyện chế ra dược dịch mới là lạ. Oanh! Đột nhiên tiếng nổ ở trung ương vang lên, một cái luyện dược đỉnh run lên bần bật kém chút nổ tung,
người thanh niên kia bị một cỗ hỏa diễm bá đạo trùng kích, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi rồi cảm thán một hơi, bất đắc dĩ thối lui xuống dưới. Mặc dù mỗi người đều có 3 lần cơ hội luyện dược, nhưng thân thể hắn đã bị thương, muốn hoàn thành luyện dược đã không còn khả năng. Ngay cả không hỏa cũng không nắm chắc mà còn muốn khảo hạch luyện dược sư. Lam bào nam tử coi thường nói, cho dù là một tên luyện dược sư, chứ có thể phân biệt phương thuốc và liều lượng, điều quan trọng nhất là khả năng khống chế hỏa diễm và khống chế hồn lực. Một ít tu sĩ nắm giữ chiến hồn có một tia hỏa thuộc tính thì trong phương diện khống chế hỏa diễm sẽ có ưu thế hơn hẳn, những người này cũng là luyện dược sư trời phú. Nhất là người nắm giữ chiến hồn hỏa diễm đặc thù, đó chính là những người vì luyện dược sư mà sinh ra. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem, dù hắn biết cơ hội những người này thành công luyện chế dược dịch là rất nhỏ, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua một chi tiết nào. Thuật nghiệp hữu chuyên công, vô luận ai cũng có chỗ thích hợp. Sau nửa ngày, lại có 3 người bị nổ đỉnh, trong đó có một người mém chút chết khí lãng hỏa diễm trùng kích. Khống chế hỏa diễm mặc dù trọng yếu, nhưng quan trọng nhất vẫn là khống chế đối với hồn lực. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm nghĩ. Thời gian một nén nhang rất nhanh liền qua đi, lúc tuyên bố tranh tài kết thúc chỉ có 3 người luyện chế thành công ra dược dịch, bọn họ lấy dược dịch để vào trong bình ngọc sớm đã chuẩn bị từ trước, sau khi viết tên mình lên rồi đặt ở trên bàn trước mặt 3 vị giám khảo. 3 người không để ý đến mấy cái bình ngọc kia, chỉ thấy nam tử trung niên ban giám khảo tiếp tục tuyên bố danh sách nhóm thứ 2 khảo hạch, lại có 10 người đi lên. Mấy đợt phía trước cũng không tốt đẹp gì, đoán chừng ra một tên tam phẩm luyện dược sư cũng khó khăn a. Luyện dược sư công hội vốn cố ý an bài như thế, nếu như ai cũng có thể luyện chế tam phẩm dược dịch, thậm chí tứ phẩm dược dịch, thì phía sau cũng còn gì đáng xem nữa. Nghe nói lần này khảo hạch luyện dược sư, 10 hạng đầu sẽ có một phần ban thưởng thần bí, không biết là ban thưởng cái gì a. Đám người xì xào bàn tán, thần sắc cũng không kích động. Mấy nhóm người đầu tiên này gần như không có khả năng xuất hiện luyện dược sư cường đại. Thời gian thong thả trôi qua, sau 3 canh giờ đã có 120 người hoàn thành khảo hạch, về phần kết quả thì chỉ có đợt đến cuối cùng mới có thể biết. Nhóm thứ 13 ra sân, Tần Mộng Điệp. Nam tử trung niên mới vừa đọc lên một cái tên, ánh mắt nhìn về phương hướng Tiêu Phàm đang đứng, cuối cùng rơi vào trên người thiếu nữ váy tím cách Tiêu Phàm không xa. Mộng Điệp, đến lượt chúng ta rồi. Thanh niên Lam Bảo Chu Văn Bân nhếch miệng cười một tiếng, nịnh nọt nhìn thiếu nữ váy tím. Thiếu nữ váy tím nhẹ nhàng gật đầu, con người rất bình tĩnh, bước chân liên tục nhẹ nhàng hướng về trung ương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ông lão mặc áo đen trong ban giám khảo, ông lão mặc áo đen nhàn nhạt gật đầu. Tần Mộng Điệp, đó là tôn nữ của Tần trưởng lão. Nghe nói nàng 15 tuổi đã trở thành tam phẩm luyện dược sư, hiện tại lại qua 2 năm, rất có thể trở đã thành tứ phẩm luyện dược sư. Quả nhiên phần đặc sắc nhất vẫn ở phía sau, đây chính là phần kích thích nhất của vở kịch A. Ánh mắt đám người nhao nhao rơi vào trên người thiếu nữ váy tím Tần Mộng Điệp, phảng phất đi tới chỗ nào nàng đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Cha, đó là Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Trương Hy phía xa phát hiện thân ảnh Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sát ý nồng đậm. Trương Nhiễm âm trầm, đè thấp thanh âm nói, trước không cần quản hắn, luyện dược cho tốt là được. Ta biết. Ta nhất định làm Tần Mặc hội trưởng lau mắt mà nhìn, đến lúc đó hắn sẽ tha thứ sai lầm ở Yến Thành cho chúng ta cũng có thể an ổn sống trong luyện dược sư công hội. Trương Hy gật đầu nắm chặt nắm đấm. Đây không phải mục tiêu cuối cùng nhất, mục tiêu cuối cùng của ngươi là cưới được Tần Mộng Điệp. Trương Nhiễm nhẹ giọng nói bên tai Trương Hy. Chu Văn Bân, âm thanh nam tử trung niên giám khảo tiếp tục vang lên. Có. Lam Bào thanh niên bên cạnh Tiêu Phàm nhấc tay ra hiệu. Vội vàng đuổi theo bước chân Tần Mộng Điệp. Chu thiếu gia không phải đã là tam phẩm luyện dược sư rồi ư? Tại sao lại muốn khảo hạch? Ngu dốt, người không biết sao, phía dưới ngũ phẩm luyện dược sư, mỗi một quý mới có một lần cơ hội khảo hạch, chỉ có khảo hạch luyện dược sư ngũ phẩm trở lên mới có thể đơn độc khảo hạch, hơn nữa nhất định phải có tư cách tứ phẩm luyện dược sư. Ta thiếu chút quên mất, nam tử trung niên giám khảo kia có vẻ như chính là phụ thân Chu thiếu gia, Chu Hùng. Xem ra Chu thiếu gia rất có cơ hội trở thành tứ phẩm luyện dược sư a. Âm thanh đám người nhẹ giọng nghị luận đều lọt vào tai Tiêu Phàm, hắn rốt cục minh bạch vì sao Chu Văn Bân lại không coi ai ra gì như thế, mọi thứ đều ỷ vào thân phận phụ thân Chu Hùng của hắn.
Chu Hùng có thể trở thành giám khảo luyện dược sư công hội Hoàng Thành, chí ít cũng là luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong, thậm chí lục phẩm dược vương. Bạch Vũ, cái tên thứ ba được đọc ra làm đám người triệt để xôn xao, dù là Tần Mộng Điệp hay Chu Văn Bân đều không có đãi ngộ như thế. Ánh mắt tất cả mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người thanh niên mặc bạch sắc cửu bào, thanh niên chừng 18 tuổi, con người đen kịt, tiếu dung giống như gió xuân, cả người phong độ nhẹ nhàng, tư thế hiên ngang làm mấy nàng hoa si lập tức hét dầm lên. Hoàng Thành thập tú bài danh thứ 7, Bạch Vũ, lại còn là một tên luyện dược sư. Bàn Tử cũng hơi kinh ngạc. Cái này có gì kỳ quái? Tiêu Phàm cũng không quá để ý, tu vi cường đại cũng không có nghĩa không có tài năng khác, không phải bản thân hắn cũng là một tên luyện dược sư sao? Tuyết Lung Giác, tên thứ tư được đọc ra, những tên tu sĩ giống được liền hưng phấn đến cực điểm, Bàn Tử cũng thình kình kích động một cái nhưng bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Lão nhị, cơ hội của ngươi tới rồi. Tiêu Phàm vừa lúc nhìn thấy được thần sắc Bàn Tử, lập tức trêu ghẹo nói. Bàn Tử nhún vai, bộ dáng chuyện không liên quan ta. Trương Hy, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, Tiêu Phàm. Trung niên ban giám khảo Chu Hùng liên tiếp đọc lên bốn cái danh tự, ngữ tốc trong nháy mắt nhanh lên rất nhiều, rất hiển nhiên bốn người cuối cùng đều không lọt vào mắt hắn. Lão Tam, đến lượt ngươi, ngươi nên cảm ơn ta vì đã báo danh giúp ngươi, hiện tại được an bài trong nhóm cuối cùng rồi. Bàn Tử cười ha ha. Bộ dáng âm mưu đã đạt được. Tiêu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, những người này đều có thể xem là nhân vật phong vân trong Hoàng Thành, bất kỳ ở đâu đều là tâm điểm vạn chúng chú mục, không nghĩ tới mình vậy mà một tổ cùng bọn hắn. Trương Hy một mặt ngạo nghễ đi bàn đá, chẳng qua khi hắn nghe được tên Tiêu Phàm thì sát khí trong mắt càng lúc càng đậm. Ngươi cũng là luyện dược sư. Lúc Tiêu Phàm đi đến, sắc mặt Chu Văn Bân coi thường nhìn Tiêu Phàm. Trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ. Chẳng lẽ trên mặt luyện dược sư đều khắc ba chữ luyện dược sư hay sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn Chu Văn Bân, tên gia hỏa này quả thật quá để ý mình rồi. Nghe nói thế, đám người lập tức cười lên ha hả, sắc mặt Chu Văn Bân trở nên khó coi, Chu Hùng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia quang mang hung ác nham hiểm, chế giễu nhi tử của hắn trước mặt mọi người, làm phụ thân như hắn cũng không nhịn được. Không biết tên nhà quê từ đâu xuất hiện. Thật đúng là không biết sống chết. Chu Hùng đè nén giận dữ trong lòng, nhàn nhạt nói ra, luyện dược sư khảo hạch, hiện tại bắt đầu. Gạch nối. Chu Hùng vừa dứt lời, mọi người đều vội vàng cầm phương thuốc phân tích, chỉ có Tiêu Phàm là nhìn về phía dược tài trên mặt bàn. Hắn nắm giữ tu la truyền thừa, sau khi quan sát 12 tổ khảo hạch phía trước, hắn đã đại khái biết rõ những dược tài này có thể luyện ra dược dịch gì. Tiểu tử này thực biết luyện dược ư. Không phải ngay cả phương thuốc đều xem không hiểu chứ. Chu Văn Bân thầm liếc nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Cũng giống như thế còn có Trương Nhiễm, trong lòng hắn khinh thường nói, tự cho là lấy tới ra Trương phương thuốc liền có thể trở thành luyện dược sư sao. Ngươi dám để cho hai cha chúng ta con ly biệt quê hương, ta nhất định sẽ làm ngươi đẹp mặt. Tuyết Lung Giác trong lúc nhất thời vẫn chưa nhận ra Tiêu Phàm, ánh mắt nàng đang chăm chú nhìn vào dược phương. Những dược tài này đoán chừng có thể luyện chế 10 loại dược dịch, luyện chế loại nào mới tốt đây? Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn phương thuốc, hắn biết trên phương thuốc chỉ đơn giản giới thiệu thuộc tính những loại dược tài này. Theo như Tiêu Phàm, là một tên luyện dược sư, nhận biết dược liệu, công dụng dược liệu đều là phần cơ bản nhất, nếu như ngay cả dược tài cũng không phân biệt được thì có thể luyện chế ra dược dịch gì đây? Lúc Tiêu Phàm đang trầm tư, bảy người khác rất nhanh liền lựa chọn phần dược tài mình cần, bọn họ đem bàn để ở phía dưới luyện dược đỉnh, hồn lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra. Trong chớp mắt mấy tiếng lốp bốp trầm đục vang lên, bên trong luyện dược đỉnh đã có hỏa diễm hừng hực cháy lên. Sau khi ngọn lửa hừng hực cháy lên, tiếng xì xào bàn tán bên trong đại sảnh cũng lập tức yên tĩnh lại, mặc dù một tổ cuối cùng chỉ có 8 người khảo hạch, nhưng bên trong 8 người này lại có vài người vô cùng nổi bật. Ánh mắt mọi người hết sức chăm chú nhìn chằm chằm động tác những thí sinh đang khảo hạch, rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, vô luận là hồn lực hay là khống chế hỏa diễm, động tác thành thạo không phải mấy người tổ chức có thể so sánh. Tiêu Phàm liếc mắt nhìn mấy người khác, hắn phát hiện hỏa diễm bên trong luyện dược đỉnh của Bạch Vũ, Tần Mộng Điệp, Tuyết Lung Giác và Chu Văn Bân là mạnh nhất, thực lực bốn người này đoán chừng đã đạt tới chiến tông cảnh hậu kỳ. Tiêu Phàm trong lòng hơi kinh ngạc.
lần trước nhìn thấy Tuyết Lung Giác nàng vẫn chỉ là chiến tông trung kỳ, không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột phá. Sau đó Tiêu Phàm nhìn về phía ba người Trương Hy, Kiếm Tam và Ngạn Huyền, so với bọn Bạch Vũ, thì phải kém hơn một bậc, nhất là Trương Hy và Ngạn Huyền, tu vi đoán chừng chỉ là chiến tông sơ kỳ. Không ít ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm, những người khác đều đã bắt đầu bận rộn luyện dược, duy chỉ có Tiêu Phàm vẫn đang đứng ngẩn người, bộ dạng ngây ngốc, biểu hiện này không khác gì gà giữa bầy hạc, muốn không thu hút sự chú ý người khác cũng không được. Tiểu tử kia có biết luyện dược không thế, không phải là đang phát mộng rồi chứ? Cái tên này đoán chừng chỉ là hạng mua danh chuộc tiếng, có thể cùng luyện dược với thiên tài Tần Mộng Điệp, xem ra cũng tốn không ít hồn thạch rồi a. Người như vậy thật đúng là không ít, nếu như hắn thực sự đến để mua danh chuộc tiếng thì luyện dược sư công hội sẽ không dễ dàng buông tha hắn, đoán chừng về sau sẽ hủy bỏ cơ hội khảo hạch luyện dược sư của hắn. Đám người nhao nhao chỉ mũi nhọn về phía Tiêu Phàm, trong lòng Chu Văn Bân, Trương Hy cũng cười lạnh, thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, Tiêu Phàm nếu vẫn chưa bắt đầu thì nhất định sẽ thất bại. Là ai để người này báo danh, ngay cả phương thuốc cũng xem không hiểu cũng xứng đứng ở trên đài. Chu Hùng hừ lạnh một tiếng, bây giờ đã tìm được cớ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Trung niên mỹ phụ kia híp hai mắt, đầu nhìn sang một tên người hầu bên cạnh nói, đi thăm dò một chút, là ai giới thiệu hắn đến. Người hầu thối lui, rất nhanh quay trở lại, khởi bẩm lãnh trưởng lão, người kia tên Tiêu Phàm, không ai giới thiệu hắn đến, bởi vì báo danh cuối cho nên mới xếp vào một tổ cuối cùng. Các ngươi làm việc thế nào vậy, còn không đem hắn đuổi ra ngoài. Trung niên mỹ phụ quát lạnh một tiếng. Lãnh ngu, chậm đã. Đột nhiên, ông lão mặc áo đen mở miệng, nhìn về phía người hầu hỏi, người xác định hắn tên Tiêu Phàm. Đến từ chỗ nào, hồi bẩm Tần trưởng lão, hình như là từ Đại Yên Vương Triều. Người thị giả kia cung kính hồi đáp. Đại Yên Vương Triều, ông lão mặc áo đen giật mình, lập tức khoát khoát tay ra hiệu người hầu lui xuống dưới. Ông lão nhìn Chu Hùng và Lãnh ngu cười nói, Lãnh ngu, Chu Hùng. Người này xem như ta giới thiệu tới đi. Tần lão, mặc dù ngài là phân hội hội trưởng tại Đại Yên Vương Triều, nhưng cũng không thể vì một tên tu sĩ Đại Yên Vương Triều. Chu Hùng cau mày một cái, hiển nhiên không muốn đáp ứng. Nếu như Tiêu Phàm nghe được nhất định sẽ ngoài ý muốn, trưởng lão họ Tần này không phải là hội trưởng Tần Mặc của luyện dược sư công hội Đại Yên Vương Triều sao? Mặc dù hắn không tận mắt thấy Tần Mặc, nhưng cũng đã được nghe nói cái tên Tần Mặc này. Chẳng lẽ lão phu còn không tư cách đề cử một người sao? Thần sắc Tần Mặc lạnh lùng, hơn nửa tháng trước hắn trở lại Đại Yên Vương Triều một chuyến, cũng đã nghe nói qua sự tình của Tiêu Phàm. Đối với việc Tiêu Phàm được phong làm U Vương, Tần Mặc hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra thối hồn dịch, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ để cho luyện dược sư tôn trọng. Bởi vì thối hồn dịch đối với tu sĩ trên chiến hồn đại lục mà nói là cực kỳ quý giá. Chu Hùng sắc mặt cứng đờ, vội vàng mở miệng nói, Tần lão, ta không phải có ý này, ta chỉ sợ hắn làm bẩn thanh danh ngài. Ra rồi, còn có thanh danh gì chứ? Tần Mặc khoát tay, ánh mắt lại nhìn về phía trước. Bởi vì lúc này Tiêu Phàm đã bắt đầu hành động, chỉ thấy Tiêu Phàm tiện tay chọn tầm 10 loại dược tài, trực tiếp ném vào bên trong luyện dược đỉnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Chu Hùng cười lạnh không thôi. Ngay cả luyện dược sư ngũ phẩm đỉnh phong như ta cũng không thể tiện tay ước lượng ra phân lượng dược tài, chỉ bằng tiểu tử ngươi cũng dám ném bừa dược tài vào như thế. Nghĩ vậy, Chu Hùng âm thầm liếc mắt nhìn Tần Mặc, trong lòng lại bổ sung một câu, đây là do ngươi muốn tiến cử, ta cũng chờ xem hắn có gì để ỷ vào, nếu như không có một chút trình độ nào cũng đừng trách Chu Hùng ta không khách khí. Tiêu Phàm tự nhiên không biết hắn đã bị người khác để mắt tới, tức thì bị rất nhiều người xem bên dưới chế nhạo. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm chậm rãi duỗi ra thủ trưởng, hồn lực khủng bố cuồn cuộn xuất ra xông thẳng vào luyện dược đỉnh, trong tức khắc khí tức cuồng bạo bắn ra bốn phía, luyện dược đỉnh đột nhiên bạo động lên tựa như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhanh lui lại, luyện dược đỉnh của hắn sắp nổ. Đám người hô lên một tiếng sau đó nhao nhao lui về phía sau. Cỗ khí tức cuồng bạo này nếu vạn nhất nổ tung thì người đứng ở gần đó nhất định phải bị trọng thương. Thủ pháp cơ bản luyện chế dược tài đều nắm không vững, còn muốn thông qua khảo hạch. Lãnh ngu hừ lạnh một tiếng, nàng cũng không coi trọng Tiêu Phàm chút nào. Hắn căn bản không biết luyện dược. Sắc mặt Chu Hùng âm trầm, nhưng trong lòng thì có chút đắc ý,
hữu ý vô ý nhìn Tần Mặc. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, khí tức luyện dược đỉnh trước người Tiêu Phàm phát ra rõ ràng là muốn nổ tung, nhưng đến giờ vẫn không bạo tạc, chỉ là không ngừng rung động mà thôi. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, đám người khẩn trương tới cực điểm, rất nhiều người đều dồn ánh mắt vào Tiêu Phàm, cũng không phải là bị trình độ luyện dược của Tiêu Phàm hấp dẫn, mà là sợ luyện dược đỉnh bạo tạc. Trong lòng Chu Văn Bân và Trương Hy cười lạnh không thôi, trên mặt đám người Trương Nhiễm càng cười tươi như hoa, mừng thầm trong lòng nói, quả nhiên phương thuốc thối hồn dịch chỉ là tiểu tử này ngẫu nhiên lấy được, cũng không phải đích thân hắn luyện chế, ở Yến Thành có lẽ ta không làm gì được ngươi, nhưng ở Hoàng Thành thì giết ngươi lại dễ như trở bàn tay. Bang, một tiếng vang nhỏ, cái nắp luyện dược đỉnh của Tần Mộng Điệp đột nhiên xốc lên, một mùi thuốc nồng đậm từ trong đỉnh lan ra, hít vào miệng một hơi đều khiến cho mọi người có cảm giác thần thanh khí sảng. Quả nhiên không hổ là thiên tài luyện dược sư, nhanh như thế đã hoàn thành, hạng nhất lần này đoán chừng không phải Tần Mộng Điệp thì không còn ai khác. Đám người cảm thán nói. Vạn yên chi sao? Tần Mộng Điệp đem dược dịch đã được luyện xong vào bình ngọc, để trước bàn bọn người Tần Mặc rồi cung kính lui sang một bên. Không lâu sau, lại truyền tới mấy tiếng vang nhẹ, đám người nhìn lại, chỉ thấy Chu Văn Bân cùng Bạch Vũ cũng đồng thời hoàn thành việc luyện chế dược dịch. Chu Văn Bân khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc ý. Bạch Vũ cũng hiếu kỳ liếc mắt dò xét Tiêu Phàm, nhưng cũng không để ở trong lòng. Ngay sau đó, Tuyết Lung Giác, Kiếm Tam, Ngạn Huyền cùng Trương Hy bốn người cũng đồng thời một lần hoàn thành luyện dược, tốc độ nhanh chóng, 12 tổ phía trước nào có thể so sánh được. Oanh long long, chỉ có luyện dược điệt của Tiêu Phàm vẫn rung động như cũ, phía trên khói đặc bốc lên tựa như tùy thời có thể nổ tung, không hề nghi ngờ, Tiêu Phàm liền trở thành tiêu điểm của toàn trường. Lão Tam, ngươi cũng không cần chơi trội vậy a. Bàn tử lo lắng nhìn Tiêu Phàm, lòng tin của hắn đối với Tiêu Phàm đang giảm không phanh, lúc này là luyện dược chứ không phải là chơi bạo đỉnh a. Ca ca nhất định sẽ thành công. Niệm Niệm nắm chặt bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Ừ, lão nhị nhất định sẽ thành công. Bàn tử miễn cưỡng lộ ra nụ cười, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng hoàn toàn không hề yên tâm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nén hương đã thiêu đốt gần 9 phần 10, hiện giờ chỉ còn lại 1 phần 10. Chu Hùng đột nhiên hơi không kiên nhẫn nói, Tần lão, xem hắn ta cũng luyện chế không ra đồ vật gì, như vậy kết thúc thôi. Đây hoàn toàn là đang lãng phí thời gian. Chu Văn Bân cũng gật đầu phụ họa. Người này ta biết, hắn gọi là Tiêu Phàm, căn bản không phải là luyện dược sư gì. Cách đó không xa, Trương Hy gật đầu cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Nguyên lai hắn thực sự không phải là luyện dược sư, đây là cố ý tới gây rối sao? Không thể không nói, luyện dược không được mà gây rối lại có khả năng, ta còn chưa từng thấy ai có thể làm luyện dược đỉnh rung động thời gian dài mà không bị bạo tạc. Người này muốn nổi danh đến phát điên rồi, không biết luyện dược cũng dám lên đài. Đây là muốn vũ nhục luyện dược sư công hội sao? Đám người cùng lộ ra vẻ khinh bỉ. Mấy người phía đã mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm dọa sợ, nhìn thấy luyện dược đỉnh không ngừng rung động, tim bọn hắn cũng nhảy loạn lên. Một chút thời gian cuối cùng, chờ xem như thế nào. Tần Mặc nhàn nhạt mở miệng, bất quá trong lòng hắn cũng khẩn trương tới cực điểm, nếu như Tiêu Phàm thực không biết luyện dược, bản thân mình lại ra sức bảo vệ hắn thì há chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong luyện dược sư công hội. Nếu Tần lão nói như thế, vậy liền chờ một chút đi. Chu Hùng cười nhạt một tiếng, hắn đã chuẩn bị sẵn nhìn Tần Mặc trở thành trò cười. Thực không biết là ai lại đề cử hắn, một chút mắt nhìn đều không có. Chu Văn Bân cười lạnh nói. Tần lão mặt đỏ ửng, Chu Hùng vội ho nhẹ một tiếng, trong lòng muốn cười nhưng lại không dám bật cười. Mắt thấy nén nhang dài đã dần dần thiêu đốt đến tận phía dưới, đám người sắc mặt cười lạnh cùng vẻ trào phúng cũng càng thêm tùy ý. Tại chính giữa đài, trên trán Tiêu Phàm cũng chảy ra vài giọt mồ hôi, sắc mặt hơi trắng bệch, trong lòng thầm mắng nói, loại thủ pháp luyện dược thực không phải người có thể nghĩ ra được, hồn lực tiêu hao thực sự quá lớn, cũng may chỉ còn lại một bước cuối cùng. Nghĩ đến đây, đột nhiên toàn thân Tiêu Phàm điều động hồn lực hướng về bên trong luyện dược đỉnh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Luyện dược đỉnh rung động càng thêm lợi hại. Ken két, từng tiếng giòn vang lên từ luyện dược đỉnh truyền ra ngoài, lít nha lít nhít đường vân nứt bể lan ra bốn phương tám hướng. Không thể nào, trong lòng đám người bỗng nhiên rung động, toàn bộ đều lùi về phía sau mấy bước.
Bảo, trong lòng Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, hồn lực trong nháy mắt bị rút lấy không còn, toàn bộ xông vào bên trong luyện dược đỉnh. Ngay tại lúc đó, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn động, điên cuồng tràn vào bên trong luyện dược đỉnh. Nhất thời, trong đại sảnh xuất hiện một trận linh khí phong bạo. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, luyện dược đỉnh đột nhiên nổ tung hóa thành vô số mảnh vỡ bay ra bốn phương tám hướng, một cỗ mùi cháy khét tràn ngập khắp nơi, toàn trường sương mù bao phủ, làm người ta không thấy bên trong phát sinh chuyện gì. Á đù, rốt cục cũng bạo tạc thành công, cũng may những người khác đều đã luyện xong, mấy trượng xung quanh không có ai, bằng không sẽ có rất nhiều người bị thương. Tiểu tử kia muốn nổi danh đến điên rồi, hồn lực cuồng bạo như thế trùng kích nhất định sẽ nổ chết hắn. Nổ chết thì không thể a, dù sao hắn cũng là chiến tông cảnh, bất quá khẳng định là bị thương, đoán chừng không dưới nửa năm sẽ không xuống được giường. Đám người cùng lắc đầu, một mặt khinh thường nhìn đám khói nồng đậm trong trung ương. Phụ tử Chu Hùng, phụ tử Trương Nhiễm đều lộ ra nụ cười lạnh lùng, bọn hắn rất chờ mong Tiêu Phàm sẽ có kết quả như thế nào. Khụ khụ, rốt cục cũng bạo tạc. Một trận ho khan xen lẫn tiếng mắng chửi từ bên trong truyền đến, ngay sau đó, một thân ảnh chật vật đi tới. Chỉ thấy góc áo Tiêu Phàm bị phá nát, cháy đen một mảnh, trong miệng còn phun khói đặc. Phốc phốc, Tần Mộng Giao nhìn không được liền bật cười, rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám cười. Cái tên gia hỏa này chẳng lẽ tự tìm cái chết không thành, vậy mà cố ý để luyện dược đỉnh bạo tạc, phải biết. Mỗi năm đều luôn xuất hiện sự kiện luyện dược đỉnh bạo tạc khiến luyện dược sư chết thảm. Ngươi đứng ở đó đừng nhúc nhích, ta qua xử trí ngươi. Trung niên Mỹ phụ lãnh u hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm liếc mắt nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không biết vì sao, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tần Mặc trầm mặc không nói, sắc mặt vô cùng khó coi, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân lần này thực sự là nhìn lầm người. Lập tức ba vị ban giám khảo thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía chiếc bình trên mặt bàn, trong tay cầm giấy bút, bắt đầu chấm điểm cho đám người. Thời gian nửa chén trà nhỏ, ba người cầm phiếu điểm trên tay đưa một cái cho người hầu, hiển nhiên là đi thống kê điểm số. Qua thời gian một nén nhang, người hầu cầm một trang giấy đưa cho Tần Mặc liếc mắt nhìn Chu Hùng biết rõ, Tần Mặc giờ phút này tâm tình rất không tốt. Vương Nhai, nhị phẩm sơ giai dược dịch, 15 điểm. Chu Hùng đọc lên danh tự thứ nhất. Thành tích quyết định rất đơn giản, dược dịch tổng cộng chia làm cửu phẩm, mỗi nhất phẩm lại phân làm tứ giai, sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh giai, mỗi một giai cao hơn liền có thể tăng thêm một phần. Ba vị ban giám khảo cộng lại điểm số, giống như Vương Nhai luyện chế ra dược dịch nhị phẩm sơ giai, mỗi người cho hắn 5 điểm, cộng lại chính là 15 điểm, đây chính là thành tích cuối cùng. Ta thành công rồi, một thanh niên cao gầy mặc áo đen kích động kêu to. Mặc dù chỉ là luyện chế ra nhị phẩm dược dịch, nhưng cũng xem như thông qua khảo hạch, từ nay về sau hắn chính là một tên nhị phẩm luyện dược sư. Vương Nhai đúng thực sự là may mắn. Trong mắt rất nhiều người lóe qua vẻ hâm mộ, càng là có không ít người nhận biết Vương Nhai, bắt đầu nịnh bợ hắn. Một tên luyện dược sư vô luận ở đâu đều sẽ nổi tiếng, cho dù Vương Nhai chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, tại Hoàng Thành có lẽ không tính là gì. Nhưng ở bên trong một ít tiểu gia tộc sẽ được cung phụng như là trưởng lão, được rất nhiều tài nguyên tốt để tu luyện. Lý Tuyền Tâm, nhất phẩm đỉnh giai, 12 điểm. Lại một cái tên khác từ miệng Chu Hùng thốt ra. Có kích động, tự nhiên cũng có những mất mát, đặc biệt là những người bị đánh giá là con số 0, mặc dù luyện chế ra dược dịch nhưng cũng không thành công. Còn có một ít người có thực lực luyện chế nhị phẩm, thậm chí tam phẩm dược dịch, thế nhưng thời gian một nén nhang quá ngắn. Nửa đường liền phát sinh một chút sự tình ngoài ý muốn nên mới dẫn đến thất bại. Chỉ có một mình Tiêu Phàm đứng ở đây, dường như trở thành một tên diễn viên quần chúng, đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Có vài người khác đang cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, tựa như muốn nói, tiểu tử ngươi dám đùa giỡn luyện dược sư công hội, nhất định là đang muốn chết. Trương Hy, tứ phẩm sơ giai, 39 điểm. Thanh âm Chu Hùng đột nhiên vang lên, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả ánh mắt mọi người đều nhao nhao rơi vào trên người Trương Hy. Tứ phẩm sơ giai, tứ phẩm luyện dược sư đầu tiên đã xuất hiện. Trong đám người vang lên tiếng kinh hô, tất cả mọi người lộ ra vẻ chấn động. Tứ phẩm luyện dược sư, bất luận là ở đâu đều là cực kỳ nổi tiếng, cho dù là Hoàng Thành, tứ phẩm luyện dược sư đều nhận được sự tôn trọng. Mọi người nhìn về phía Trương Hy, ánh mắt tràn ngập hâm mộ và đố kỵ,
càng có không ít người của gia tộc nhỏ hướng về hắn lấy lòng. Trương Hy chỉ hơn 20 tuổi, có hy vọng rất lớn thăng cấp ngũ phẩm luyện dược sư, một khi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, cho dù hoàng thành thế gia cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Đa tạ mọi người, may mắn mà thôi. Trương Hy từ trong đám người đi ra, hướng về bốn phía chắp tay nói, trong lòng cũng buông lỏng thở ra một hơi, lúc ánh mắt hắn đảo qua Tiêu Phàm lại ẩn ẩn một tia sát khí băng lãnh. Hắn trở thành tứ phẩm luyện dược sư, có thể coi hắn được hoan nghênh hơn cả phụ thần Trương Nhiễm ngũ phẩm luyện dược sư của hắn, dù sao thứ mà rất nhiều gia tộc coi trọng là tiềm lực. Trương Nhiễm đã không có khả năng lại đột phá, nhưng Trương Hy lại khác, việc này cũng đồng nghĩa với hắn sẽ được rất nhiều gia tộc lôi kéo, đến lúc đó muốn giết chết Tiêu Phàm, còn không dễ như trở bàn tay sao. Không kiêu căng không gấp gáp, người cũng không tệ. Chu Hùng hài lòng nhìn Trương Hy, nói Trương Hy, người có nguyện bái ta làm thầy không? Lời này vừa nói ra, cả một vùng đều sao động, rất nhiều người ánh mắt biến đổi nhìn về phía Trương Hy. Chu Hùng chính là trưởng lão của luyện dược sư công hội, nếu như có thể trở thành đệ tử của hắn thì về sau tại Hoàng Thành còn không phải đi ngang. Cho dù những con em thế gia lớn muốn động tới hắn, cũng phải nhìn tới mặt mũi của Chu Hùng. Sư đệ, phụ thân ta trước giờ chưa thu qua đồ đệ đó. Chu Văn Bân vỗ bả vai Trương Hy cười cười. Trương Hy phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu đập vang ầm ầm, Trương Hy bái kiến sư tôn. Ha ha, đồ nhi ngoan, đứng lên trước đã, sau này vi sư cho ngươi thêm lễ gặp mặt. Chu Hùng đỡ Trương Hy dậy, trên mặt nở nụ cười sán lạn. Trương Hy cười không ngậm được miệng, hữu ý vô ý nhìn Tiêu Phàm, một bên thần sắc Chu Văn Bân khẽ động, tiến đến bên tai Trương Hy nói, sư đệ, ngươi cùng hắn có thù. Không đội trời chung, Trương Hy khẽ cắn môi. Lạnh giọng nói, người này là người Đại Yến Vương triều ỷ vào thực lực bản thân, đuổi ta và phụ thân ta ra khỏi Đại Yến. Không thể không nói, khả năng đổi trắng thay đen của Trương Hy không thấp, một câu nói kia liền làm bản thân đứng ở phía chính nghĩa. Yên tâm, hắn sống không qua hôm nay. Chu Văn Bân cười lạnh. Kiếm tam, tứ phẩm sơ giai, 39 điểm. Chu Hùng lại tiếp tục hô. Ánh mắt đám người rơi vào thanh niên mặc áo đen kia. Bọn hắn muốn nịnh nọt hắn, có điều thanh niên mặc áo đen chỉ nhàn nhạt gật đầu, thần sắc rất lạnh lùng. Tuyết Lung Giác, tứ phẩm trung giai, 42 điểm, chúc mừng quận chúa. Chu Hùng nịnh nọt nhìn Tuyết Lung Giác. Đám người cũng truyền tới một loạt âm thanh chúc mừng, Tuyết Lung Giác thân làm quận chúa Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, dù đi đến đâu đều là nhân vật tiêu điểm, có điều, Tuyết Lung Giác chỉ nhàn nhạt gật đầu. Ngạn Huyền, tứ phẩm trung giai, 42 điểm. Chu Hùng đánh giá thiếu niên áo bào xanh cách đó không xa, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, Ngạn Huyền, người nguyện bái ta làm thầy. Đa tạ Chu trưởng lão hậu ái, tiểu tử đã có sư phụ. Ngạn Huyền cười nhạt một tiếng, hơi hơi thi lễ cự tuyệt hảo ý của Chu Hùng. Một màn này không khỏi làm nhiều người liếc mắt nhìn Ngạn Huyền. Cho dù là Tiêu Phàm cũng lóe qua vẻ kinh dị, thiếu niên tên Ngạn Huyền này nhìn qua so với hắn cũng không hơn bao nhiêu tuổi. Vậy mà cũng là tứ phẩm luyện dược sư. Cho tới nay, ai cũng không để tướng mạo bình thường của thiếu niên, nếu như không phải từ thành tích, có ai biết rõ thiếu niên này lại là một tứ phẩm luyện dược sư. Chu Hùng cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng nói, là lão phu lỗ mãng. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu, hắn dù sao cũng là trưởng lão luyện dược sư công hội, là người mà sư tôn ngươi có thể so sánh sao. Bạch Vũ, tứ phẩm cao giai, 45 điểm. Chu Hùng hít sâu một hơi nhìn Bạch Vũ, lần này cũng không muốn thu Bạch Vũ làm đồ đệ. Bạch Vũ thân là một trong hoàng thành thập tú, dù thực lực hay là thiên phú luyện dược cũng đều không đem Chu Hùng hắn để vào mắt, đương nhiên, hắn cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Chu Văn Bân, tứ phẩm cao giai, 45 điểm. Lúc Chu Hùng nhắc tới cái tên này, trên mặt lần nữa tràn đầy nét cười. Không vì cái gì khác. Chu Văn Bân chính là nhi tử hắn, nhi tử không thua kém ai, trên mặt phụ thân hắn cũng có nét tự hào. Cái gọi là hổ phụ sinh hổ tử, Chu trưởng lão đúng thực sự là sinh ra thiên tài. Tuổi mới 20 liền trở thành tứ phẩm luyện dược sư, đợi một thời gian sau, Chu thiếu gia rất có thể trở thành dược phương A. Một vài tu sĩ vội vàng nịnh nọt, việc này khiến Tiêu Phàm cùng bàn tử nơi xa cảm thấy buồn nôn, thế nhưng thế giới này chính là như vậy. Chỉ có cường giả mới đáng giá được người khác tôn trọng. Đâu có, Huyền tử chỉ là vận khí tốt thôi.
Chu Hùng khoát khoát tay cười nói, một bên Chu Văn Bân cũng hướng bốn phía chắp tay một cái, nhưng ngạo nghễ trong mắt hắn lại không hề che giấu. Mọi người im lặng một chút. Chu Hùng đột nhiên đề cao âm thanh, toàn bộ yên tĩnh xuống, Chu Hùng không khỏi liếc mắt nhìn Tần Mặc, nào ngờ thần sắc Tần Mặc bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tần Mộng Điệp, tứ phẩm đỉnh giai, 418 điểm. Chu Hùng cơ hồ là từng chữ nói ra, lời này vừa nói ra, đám người toàn bộ chấn động vô cùng. Trời ạ, 418 điểm, khoảng cách với ngũ phẩm luyện dược sư chỉ còn một bước, Tần Mộng Điệp có vẻ như chỉ có 17 tuổi thôi đó. Nữ thần, đây là dược phương tương lai sao? Đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều nam tu sĩ trong mắt bắn ra hình trái tim, hận không thể nhào đi lên ôm đùi ngọc của Tần Mộng Điệp, sùng bái thỏa thích một phen. Có điều, Tần Mộng Điệp ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn tu sĩ bốn phía, ngược lại đi đến bên người Tần Mặc, nắm cả cánh tay Tần Mặc, làm nũng nói, ra ra, Mộng Điệp không làm ngài thất vọng chứ. Cũng coi như tạm được. Tần Mặc cười cười, nét âm u trên mặt rốt cục tiêu tán mấy phần. Tần ra ra, nếu thành tích của Mộng Điệp như vậy vẫn chỉ được coi là tạm được, vậy thì những người chúng ta há không phải xấu hổ muốn chết. Chu Văn Bân một mặt nịnh nọt nhìn Tần Mộng Điệp. Nói đi, ngươi muốn thưởng gì? Tần Mặc yêu chiều nhìn Tần Mộng Điệp. Ta còn chưa nghĩ ra, để sau sẽ nói cho ngươi biết. Tần Mộng Điệp le le chiếc lưỡi thơm tho, khá là hoạt bát đáng yêu. Tất cả thành tích đều công bố, lần luyện dược sư khảo hạch này cũng coi là kết thúc mỹ mãn. Chu Hùng cười cười, sắc mặt lập tức đột nhiên trầm xuống, ngữ khí lạnh như băng nói, có điều, còn có một sự tình phải xử lý. Nói đến đây, con người Chu Hùng bỗng nhiên quét về phía giữa Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, luyện dược sư công hội là một nơi thần thánh, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người dám dương oai tại đây. Người này, nhiễu loạn trật tự khảo hạch luyện dược sư, hủy hoại thanh danh luyện dược sư công hội ta, suýt chút nữa tạo thành tổn thất không thể đo lường cho luyện dược sư công hội, mọi người cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thần sắc Tiêu Phàm lạnh lẽo, Chu Hùng này thực sự là âm hiểm, lập tức đổ tội lên đầu mình, đây không phải đem bản thân đẩy vào trong hố lửa sao? Chỉ có máu mới có thể thể hiện được uy nghiêm của luyện dược sư công hội. Trương Hy không cần nghĩ ngợi nói ra, cười lạnh nhìn Tiêu Phàm. Không sai, người này phải chết. Chu Văn Bân cũng vội vàng phụ họa, nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm. Lời này vừa nói ra, nhất thời, trong đại sảnh cây kim rơi cũng nghe rõ tiếng. Khóe miệng Tiêu Phàm hiện ra một tia cười lạnh, hắn cũng không ngờ tới, bản thân tham gia luyện dược sư khảo hạch sẽ có tao ngộ như thế, vậy mà trở thành tiêu điểm của mọi người. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của đám người, con người Tiêu Phàm càng thêm băng lạnh. Ta xem ai dám động đến huynh đệ của ta. Tiêu Phàm vừa định ngăn cản bàn tử, nhưng mà bàn tử đã nhanh một bước, ôm Tiểu Niệm Niệm cùng Tiểu Kim xông vào giữa trận, toàn thân phóng ra khí thế khủng bố. Bàn tử xuất hiện một sát na, Tuyết Lung Giác ánh mắt chớp động một cái, trong lòng kinh hoàng, là bọn hắn. Hiển nhiên Tuyết Lung Giác nhận ra bàn tử, cũng lập tức nhận ra Tiêu Phàm, chỉ là nhìn thấy lửa giận trên người Chu Hùng, Tuyết Lung Giác sắc mặt có chút phức tạp. Hóa ra còn có đồng đảng, nếu đã xuất hiện, vậy liền đưa các ngươi cùng xuống hoàng thuyền. Chu Văn Đào lạnh lùng cười một tiếng, âm thầm liếc mắt về phía Trương Hy. Sư tôn, người này là quý tộc Đại Yến Vương Triều. Trương Hy đột nhiên nói ra. Quý tộc Đại Yến Vương Triều. Đại Yến Vương Triều là cái thá gì? Chu Hùng mặt coi thường, hắn thân làm trưởng lão luyện dược sư công hội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, một tên quý tộc Hoàng Triều hắn cũng không để vào trong mắt. Trương Hy thấy thế. Sắc mặt âm trầm vô cùng, không phải, sư tôn, ta muốn nói người này dựa vào thân phận quý tộc, tại Đại Yến việc ác bất tận, ta cùng với phụ thân chính là bị hắn bước rời khỏi Đại Yến. À, đã thế vậy hắn càng đáng chết, giết hắn cũng coi là giết kẻ xấu. Chu Hùng sát ý càng đậm, việc ác bất tận, Tiêu Phàm cười lạnh, Trương Hy, khả năng lật ngược phải trái của ngươi thật khiến người ta bội phục, có phải lại cho ta thêm một cái giết người phóng hỏa, đốt đoạt cướp giật. Đây là bản tính của ngươi. Trương Hy lạnh lùng cười một tiếng, hôm nay tìm được cơ hội giết chết Tiêu Phàm, lại không cần tự hắn xuất thủ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trong đám người khóe miệng Trương Nhiễm hiện ra một nụ cười tàn nhẫn, hắn thấy hôm nay Tiêu Phàm chắc chắn phải chết. Ha ha, Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, cười cực kỳ thoải mái. Ngươi cười cái gì? Trương Hy không cần nghĩ ngợi hỏi, chẳng biết tại sao.
hắn từ trong ánh mắt Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí chất kinh khủng. Cười cái gì, cười ngươi vô sỉ, bản mặt hai phụ tử các ngươi đại yến vương triều mọi người đều biết, ra vẻ đạo mạo, ức hiếp bách tính. Trong mắt Tiêu Phàm lộ ra một cỗ khí sắc bén, bước thẳng vào Trương Hy, vừa đi vừa quát, phụ thân ngươi Trương Nhiễm thân là phó hội trưởng đại yến luyện dược sư công hội lại đánh cắp phương thuốc của Lăng Vân Thương hội, lúc này Lăng Vân Thương hội ta chắc chắn vẫn truy cứu. Ngươi nói bậy, ánh mắt Trương Hy lộ ra một tia sợ hãi, ánh mắt lấp lóe không yên. Tần Mặc híp hai mắt, hắn trước đó trở lại đại yến vương triều một chuyến lại là không có nghe nói như vậy, lúc ấy hắn chỉ là coi là Trương Nhiễm tạm thời rời khỏi yến thành mà thôi. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thần sắc luyện dược sư công hội lúc ấy quả thật có chút không đúng, chỉ là mình lúc đó không có suy nghĩ nhiều. Nói bậy, hai người phụ tử các ngươi bị người đại yến phỉ nhổ, bản thân đành phải rời khỏi luyện dược sư công hội, không phải ư? Tiêu Phàm từng bước ép sát, khiến đại yến luyện dược sư công hội hổ thẹn không nói, còn dám tới này gây họa hoàng thành luyện dược sư công hội, các ngươi giáp tâm hại người cũng không nhỏ đó. Đám người nghe vậy liền lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu như thực sự là như thế, phụ tử Trương Hy này quả là rất thấp kém. Một việc quy một việc, sự tình đại yến vương triều, người về đại yến vương triều mà nói, hôm nay nếu ngươi không cho lão phu một cái lý do, cho dù phía sau ngươi là Lăng Vân Thương hội, cũng đừng nghĩ sống sót rời khỏi luyện dược sư công hội. Chu Hùng cắt ngang lời Tiêu Phàm nói, nghe vậy, Tiêu Phàm lại lộ ra một tia đăm chiêu, làm sao? Ta tới tham gia luyện dược sư khảo hạch, chẳng lẽ không đúng sao? Người thế này là tham gia luyện dược sư khảo hạch sao? Người thế này cơ bản là tới quấy rối. Còn người Chu Hùng băng lãnh, trên người khí thế bá đạo nở rộ, thực lực chiến tông cảnh đỉnh phong nhai lập tức hiển lộ. Quấy rối, chẳng lẽ nổ luyện dược đỉnh chính là quấy rối sao? Trước đó nhiều người nổ luyện dược đỉnh như vậy, sao không gọi là quấy rối? Tiêu Phàm khinh thường nói. Bọn hắn có người đề cử, người có sao? Nói đến đây, Chu Hùng không khỏi quét ánh mắt về phía Tần Mặc, thấy Tần Mặc ngậm miệng không nói, Chu Hùng lại nói, không có đúng không? Người một không luyện chế ra dược dịch, hai không ai đề cử, từ đầu tới đuôi, người chính là tới quấy rối. Ai nói ta không luyện chế ra dược dịch? Tiêu Phàm đột nhiên cười. Tiểu tử này điên rồi, luyện dược đỉnh đều nổ, còn có thể luyện ra dược dịch hay sao? Đây chính là hậu quả của việc muốn nổi danh, hiện tại đoán chừng hối hận không thôi, đáng tiếc, hối hận đã muộn, luyện dược sư công hội tất nhiên muốn giết một người để răn đe trăm người. Đám người khinh thường nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn còn chưa từng nghe nói ai nổ luyện dược đỉnh còn có thể luyện chế ra dược dịch. Tiểu tử, ngươi nói ngươi luyện chế ra dược dịch, đem dược dịch ngươi luyện chế được lấy ra đi, nếu như ngươi nói là thật, ta đem đầu cho ngươi đá bóng. Chu Văn Bân khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này là ngươi nói. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Chu Văn Bân. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Có điều, ngươi lấy ra được dược dịch sao? Hai mắt Chu Văn Bân khẽ híp, hắn hận không thể một cái tát chết Tiêu Phàm, không phải luyện dược sư lại còn dám ở đây. Nhưng ta không tin ngươi, trừ phi lập một cái chứng từ. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, lấy ra giấy bút liền bắt đầu rồng bay phượng múa viết lên, nếu dám thì ký tên đồng ý. Không dám. Nói thẳng ngươi không có gan là được. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi chết như thế nào. Chu Văn Bân khinh thường nhìn Tiêu Phàm, tiếp nhận giấy bút ký tên đồng ý ở phía trên, sau đó ném cho Tiêu Phàm. Lão nhị, xem ra tí có bóng để đá rồi. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng mở bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái bình ngọc, chính là bình thuốc mà luyện dược sư công hội khảo hạch thống nhất dùng. Tùy tiện xuất ra một phần dược dịch chứa ở trong cái chai này. Liền nói là ngươi luyện. Chu Văn Bân toàn thân run lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ ngay cả phán đoán dược dịch là lúc nào luyện chế được mà cũng không biết sao? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Văn Bân, tiện tay đem bình ngọc ném cho Chu Hùng. Chu Văn Bân thấy thế, trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt, Chu Hùng cũng vậy, sát na tiếp nhận bình ngọc kia, hắn cảm nhận được một cỗ nhiệt lượng nóng hổi. Thân xác Tần Mặc khẽ nhúc nhích, nhớ tới cử động luyện dược của Tiêu Phàm trước đó, vội vàng đoạt bình ngọc từ trong tay Chu Hùng, mở lọ thuốc ra, một cỗ nhiệt lượng lập tức đập vào mặt. Sau một khắc, con người Tần Mặc nhìn chằm chặp bình thuốc, tay phải có chút run rẩy. Tần lão, Lãnh Ngu cau mày nhìn Tần Mặc, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Tần Mặc thất thố như vậy.
Tần Mặc lấy lại tinh thần, cầm bình thuốc trong tay đưa cho Lãnh U. Lãnh U ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có một tia hiếu kỳ, chẳng qua là khi nàng xem bình thuốc, bộ dáng so với Tần Mặc cũng không khác chút nào. Ta đã nói, đây không phải ngươi tự mình luyện chế a. Chu Văn Bân lập tức cười lên ha hả, xem ngươi chết như thế nào. Là hắn vừa mới luyện chế. Một đạo thanh âm run rẩy vang lên, chỉ thấy Lãnh U đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, hít sâu một hơi nói. Không có khả năng, phụ tử Chu Hùng cùng Chu Văn Bân toàn thân run lên, Chu Hùng liền đoạt lấy bình ngọc trong tay Lãnh U, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy dược dịch trong chai thuốc, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong lọ thuốc kia rốt cuộc là cái gì? Tại sao làm tam đại trưởng lão thất thố như vậy? Đám người nghi hoặc nhìn bình ngọc trong tay Chu Hùng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không có khả năng, dược dịch này không phải ngươi luyện chế. Những dược thảo kia rõ ràng tối đa chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch, ngươi làm sao có thể luyện chế ra ngũ phẩm? Chu Hùng bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ hung quang nhìn Tiêu Phàm. Cái gì, ngũ phẩm dược dịch? Đám người nghe vậy, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, rất nhiều người sắc mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Bọn hắn trước đó châm chọc Tiêu Phàm không biết luyện dược, cố ý để nổ luyện dược đỉnh. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Phàm chẳng những luyện chế ra dược dịch, mà còn là ngũ phẩm dược dịch. Hắn lúc này mới bao nhiêu, chừng 16-17 tuổi đi, vẻn vẹn chỉ một thiếu niên lại là ngũ phẩm luyện dược sư. Tần Mộng Điệp, Bạch Vũ, Tuyết Lung Giác cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, dù bọn hắn nhìn thế nào cũng không cách nào đem Tiêu Phàm cùng ngũ phẩm luyện dược sư liên tưởng với nhau. Không. Có một loại khả năng có thể làm cho dược dịch tăng lên một phẩm giai. Tần Mặc vốn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói. Hừ, Tần Mặc, hắn là người đề cử, người đương nhiên nói giúp hắn. Chu Hùng lạnh lùng nhìn Tần Mặc nói. Nghe nói như thế, đám người kinh ngạc nhìn Tần Mặc. Tần Mặc đề cử Tiên Phàm lúc nào? Ngay cả Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cũng kinh ngạc không thôi. Bàn Tử đột nhiên vỗ trán một cái, ta cứ nghĩ báo danh là được, lại quên mất. Báo danh khảo hạch luyện dược sư cần luyện dược sư khác đề cử. Tiêu Phàm cảm kích liếc nhìn Tần Mặc, hắn cũng biết, Tần Mặc vì sao vừa rồi không dám nói giúp hắn, không phải là Tiêu Phàm không có luyện chế ra dược dịch mà là hành vi của hắn đang khiêu khích quyền uy luyện dược sư công hội. Hừ, thân làm luyện dược sư, chẳng lẽ ngay cả dược dịch này lúc nào luyện chế được mà không phân biệt được sao? Nói chuyện là Lãnh U. Trước đó nàng mặc dù không ưa Tiêu Phàm nhưng hiện tại lại đứng về phía Tiêu Phàm trước tiên. Chu Hùng nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, dược dịch này đúng là vừa mới luyện chế được, hơn nữa trong đó thành phần cũng chính là mười mấy loại dược tài trước đó Tiêu Phàm lựa chọn. Không có khả năng, nhất định là bản thân hắn từ chỗ nào lấy được dược dịch. Trong mắt Chu Văn Bân đều là thất sắc sợ hãi. Hồng hộc, đột nhiên kiếm mang nhanh như thiểm điện xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt xẹt qua cổ Chu Văn Bân. Cùng lúc, một đạo thân ảnh lóe qua hư không rồi lập tức trở lại tại chỗ. Phốc, tiếng vang nhỏ, một cột máu bắn ra, cách Chu Hùng không xa có một cỗ thi thể không đầu phù phù một tiếng ngã xuống, huyết dịch đỏ tươi tràn ngập bốn phía. Ttt, Chu Văn Bân chết, đám người hít vào ngụm khí lạnh vội vàng lui ra, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Chỉ thấy dưới chân Tiêu Phàm đang dẫm lên một cái đầu, trừ Chu Văn Bân thì còn có thể là ai? Chu Văn Bân mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tưởng tượng, thi thể ngã trên mặt đất kia là ta. Ta đã chết, Tần Mặc và Lãnh U kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn làm sao ngờ Tiêu Phàm sát phạt quyết đoán như thế, xuất thủ tấn mãnh như thế, ở đây còn không có một người kịp phản ứng thì Chu Văn Bân đã chết. Đám người Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Tần Mộng Điệp hít vào ngụm khí lạnh. Tất cả đều bị sát khí trên người Tiêu Phàm chấn nhiếp. Người sát phạt quả quyết vậy, hoặc là triệt để giết chết hắn, còn không phải tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Thiếu niên tên Ngạn Huyền nhẹ giọng nói. Danh con, ta muốn giết ngươi. Chu Hùng lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời gào thét, dốc hết toàn lực phóng về hướng Tiêu Phàm. Nếu không phải nhìn thấy đầu Chu Văn Bân dưới chân Tiêu Phàm, hắn còn không biết phát sinh chuyện gì. Giấy trắng mực đen làm chứng, hắn thua. Con người Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh, những người này thực coi mình là cừu non đợi làm thịt. Mặc cho trà đạp, đối mặt Chu Hùng, Tiêu Phàm không có bất kỳ sợ hãi gì, hắn có thể xác định khí tức từ trên người Chu Hùng phát ra, người này tối đa chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong. Nếu như là cường giả chiến vương, cho dù là khí thế cũng đã ép hắn không thở nổi rồi. Bang,
Tiêu Phàm cầm vô phong trong tay, chém vào trên không một cái ngăn trở thế công Chu Hùng. Bàn tử ôm Niệm Niệm vội vàng vọt đến một bên, liếc Tiểu Kim một cái, chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất thủ. Cách đó không xa, Trương Hy bị dọa đến ngã xuống đất, trong mắt tràn ngập sợ hãi, muốn lẫn vào đám người để chạy trốn. Muốn chạy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa đã ở trước người Trương Hy. Phiêu miểu thần tung bộ, phiêu miểu vô hình, mặc dù Tiêu Phàm chỉ tu luyện tới đệ nhất trọng, quỷ bộ, nhưng tốc độ Trương Hy cũng không thể sánh bằng. Đừng dê dê, Trương Hy khủng hoảng gào thét. Đừng tổn thương con ta. Trương Nhiễm từ trong đám người xông ra, đánh về phía Tiêu Phàm, tay đánh ra một trường, một đạo sương mù màu đen xuất hiện lượn lờ trong bàn tay. Cẩn thận, có độc, Tần Mặc lớn tiếng nhắc nhở, trong lòng hắn vô cùng kiên quyết. Một người chưa đến 17 tuổi đã là ngũ phẩm luyện dược sư, dù thế nào cũng phải kéo vào trong luyện dược sư công hội. Tiêu Phàm cảm kích liếc mắt nhìn Tần Mặc, vô phong trong tay nhấc lên vạch ra một hình vòng cung, sắc mặt lạnh lùng nhìn Trương Nhiễm, ta không chỉ muốn đả thương hắn, mà còn muốn giết hắn. Phốc, huyết quang nở rộ, thân thể Trương Hy đột nhiên phân thành hai, lục phủ ngũ tạng rơi cùng một chỗ, mọi người bị dọa đến khuôn mặt thất sắc. Bá đạo thiên quyền, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng, tay trái lăng không đánh ra một trường, trường cương bá đạo nghịch tập đụng vào bàn tay của Trương Nhiễm. Tiêu Phàm mượn lực rút lui, vừa lúc tránh thoát công kích của Chu Hùng. Ai dám ở đây động thủ? Một tiếng quát lớn vang lên, chỉ thấy tầm 10 đạo thân ảnh từ cửa chính phóng đến, đó là hộ vệ luyện dược sư công hội kịp thời chạy tới. Đi hết ra ngoài cho ta. Lãnh Ngu quét mắt nhìn những người kia, quát lên. Rõ, lãnh trưởng lão. Những hộ vệ kia nghe vậy, lại liếc mắt về phía Chu Hùng nơi xa, cuối cùng vẫn rời khỏi luyện dược sư công hội. Chu Hùng có tâm tư muốn giết chết Tần Mặc và Lãnh Ngu. Đều là trưởng lão luyện dược sư công hội, vậy mà trợ giúp một ngoại nhân tới đối phó với hắn. Nơi này quá chật, rất dễ làm người khác ngộ thương, người ra đây chịu chết cho ta. Tiêu Phàm để lại một câu nói, hóa thành một đạo tia chớp màu đen xông ra đại sảnh, xuất hiện ở đường cái bên ngoài. Hai người Chu Hùng và Trương Nhiễm không chút do dự chạy theo. Ta nhớ ra rồi, người này chính là người hôm qua ở cửa thành giết hơn mấy chục người kia. Hắn bình thường nhìn qua bình dị gần gũi, nhưng giết người lại đáng sợ như thế. Có người liền lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn ngập rung động. Đám người chen chúc nhau nhau đi đến đường cái, nơi đó Tiêu Phàm đang cùng hai người Trương Nhiễm, Chu Hùng đại chiến, con trai của hai người đều bị Tiêu Phàm giết chết, bọn họ đã bắt đầu liều mạng. Tần lão, hắn chỉ là chiến tông trung kỳ. Hai mắt Lãnh U khẽ híp. Các ngươi nhìn thấy không? Thực lực bàn tử kia lại không thấp. Không đợi nàng nói xong, Tần Mặc lại lắc đầu, nếu như Tiêu Phàm không địch lại, hắn sớm đã đi lên rồi. Chính như Tần Mặc nói, bàn tử bất cứ lúc nào đều chuẩn bị xuất thủ. Có Tiểu Kim ở đó, an nguy của Niệm Niệm không có bất cứ vấn đề gì. Trên đường cái, tuyết lớn đầy trời, kiếm khí tung hoành trên không, ba đạo thân ảnh không ngừng va chạm, cọ sát ra hoa lửa chói mắt. Xung quanh đứng đầy tu sĩ đều nhìn ba đạo thân ảnh kia. Gió lạnh thổi qua lay động mái tóc màu đen của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm lãnh kiếm lăng lệ trong tay, cứng cáp như tùng bách, lại như cô dương đứng ngạo nghễ, mặc cho hàn phong như lưỡi dao đâm vào mặt. Đối diện hai đạo thân ảnh, mặt lộ vẻ âm trầm, nhe răng trợn mắt, quanh thân sát khí phát ra bừa bãi ngăn cản kình phong ở ngoài. Hôm nay không ăn tươi nuốt sống ngươi, lão tử thề không họ Chu. Chu Hùng trong mắt hiện ra lãnh quang. Một tiếng kêu nhỏ truyền ra như tiễn bắn khỏi dây cung. Ngươi vốn dĩ không bằng heo chó. Ánh mắt Tiêu Phàm băng lãnh, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ, từng đạo kiếm khí xẹt qua trong hư không, từng đóa bông tuyết bị kiếm khí xé rách, hắn hiện tại minh chứng cho cái gì gọi là tốc độ. Thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá. Dù là ở đâu, đây đều là lời lẽ chí lý. Thời điểm khiến tốc độ nhanh đến cực hạn, đối thủ căn bản không kịp hoàn thủ. Kiếm trong tay cũng đã lấy đi tính mạng đối phương, đây chính là tốc độ chân chính. Phốc phốc, từng đóa huyết hoa nở rộ trên không, nhanh chóng kết thành làn băng xương huyết sắc làm cho người ta cảm nhận được một loại hàn khí lạnh thấu xương. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh, chẳng biết lúc nào, vô phong trong tay hắn đã biến thành một thanh trường kiếm màu trắng, đối mặt với hai tu sĩ chiến tông cảnh đỉnh phong, hắn lựa chọn dùng tu la kiếm.
dùng vô phong kiếm lịch luyện hơn một tháng, lực lượng cánh tay hắn đã đạt tới cấp độ khủng bố, tu la kiếm trong tay như có như không. Tiểu tử, người dám giết con ta, hôm nay người hẳn phải chết, có giỏi thì đừng chạy. Trương Nhiễm nhào lên, trên tay hắn đeo một đôi bao tay đen lượn lờ hắc phụ, làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Người cảm thấy ta đang lẩn trốn sao? Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch mím cười nhìn Trương Nhiễm, hắn có một loại cảm giác rất hăng hái. Lời Tiêu Phàm nói khiến Trương Nhiễm phải ngậm miệng lại. Giờ phút này Tiêu Phàm quả thực không phải đang lẩn trốn, mà là đang giết ngược hai người bọn hắn. Chu Hùng bị Tiêu Phàm dùng kiếm khí gây thương tích, tốc độ kia khiến hắn phải nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn cho là tiểu tử kia hẳn phải chết, dù sao hắn đối mặt với hai tên chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại xem ra thực lực kẻ này vượt xa dự kiến của ta. Hưu chết vào tay ai còn chưa biết được, kẻ này nếu trưởng thành sẽ tuyệt đối không kém gì Hoàng Thành Thập Tú. Đúng vậy, Đại Yến Vương Triều xuất hiện một đại nhân vật, tốc độ của hắn rất nhanh, khiến ta nghĩ đến Ảnh Phong xếp hạng thứ hai trong Hoàng Thành Thập Tú. Có điều, kiếm của Ảnh Phong so với hắn lại nhanh hơn. Nếu là Ảnh Phong xuất thủ, đoán chừng hai người bọn hắn đã sớm phân thây. Ánh mắt đám người sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, dám ngay trước mặt nhiều người như vậy đối chiến trưởng lão luyện dược sư công hội, đây cũng là cần một loại dũng khí. Giết, Chu Hùng tựa như phát cuồng, hai mắt hắn sung huyết, chỉ muốn không từ thủ đoạn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không nói, ánh mắt lộ hung quang, toàn thân sát khí tràn ngập tựa như thực chất, nhìn qua giống như một tầng áo giáp đỏ ngòm. Đám người thấy thế liền hít vào ngụm khí lạnh. Cần giết bao nhiêu người mới ngưng tụ được sát khí thực chất hóa như vậy? Chỉ một thoáng, không khí tử vong lập tức tỏa ra vây quanh đám người khiến họ không khỏi lạnh run, nhao nhao lui lại. Ai trước, Tiêu Phàm giơ tu la kiếm trong tay lên chỉ hai người, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Đi đến bước này, hắn không thể nào buông tha Trương Nhiễm và Chu Hùng. Mình cùng Chu Hùng này không oán không cừu, vậy mà muốn giết mình, điều này khiến Tiêu Phàm sớm đã động sát tâm. Cuồng phong trảm, độc minh trưởng, bỗng nhiên, Chu Hùng cùng Trương Nhiễm hét lớn một tiếng, tại đỉnh đầu bọn hiện ra một đầu tật phong lang to lớn, cùng một gốc tiểu thảo màu đen. Ngũ phẩm chiến hồn, tật phong lang, thực hồn thảo. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp, liếc mắt liền nhận ra hai loại chiến hồn. Nhưng hắn vẫn như cũ không sợ hãi bất kỳ cái gì, chân đạp phiêu miểu thần tung bộ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngang nhiên tiến lên nghênh chiến. Nhất diệp chi thu. Theo tiếng quát nhẹ của Tiêu Phàm, một trận khí tức khắc nghiệt tràn ngập ra, bông tuyết bốn phía đột nhiên tiêu điều sau đó nổ tung trên không, Tiêu Phàm một kiếm trực tiếp khóa chặt Trương Nhiễm. Chiến hồn của Trương Nhiễm là một loại chiến hồn chí độc, một khi bị hắn đả thương, bản thân liền đánh mất lực lượng, đến lúc đó cũng chỉ có thể để cho hai người kia đánh. Cảm nhận được cỗ kiếm ý lăng lệ của Tiêu Phàm, Trương Nhiễm thu hồi bàn tay nhưng vẫn trễ một bước, năm ngón tay đều bị tu la kiếm chém xuống. Máu tươi rơi lả tả. Trương Nhiễm ngửa mặt lên trời gào thét, tay đứt ruột sót, loại đau nhức này như trên người bị cắt lấy một miếng thịt, khó mà chịu đựng, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, vẻn vẹn lui ra phía sau một bước liền xông tới. Nhất kiếm tuyệt trần, mũi chân Tiêu Phàm điểm một cái ngoái mặt lại cười, đưa tay xuất ra một kiếm, trong mắt Trương Nhiễm lóe lên một tia khinh thường, nhưng chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn liền cứng lại. Tại ngực hắn, một lỗ kiếm xuyên từ trước ra sau nhìn thấy mà giật mình, máu tươi phun mạnh, sau đó nhanh chóng đông kết lại. Hỗn trướng, ánh mắt Chu Hùng lộ ra vẻ hoảng sợ, Trương Nhiễm vốn là chiến tông cảnh đỉnh phong, lại bị tiểu tử này một kiếm chém giết. Yên tâm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng hắn, Hoàng Tuyền lộ các ngươi sẽ không cô đơn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, thân hình ẩn hiện trong hư không mấy lần xảo diệu tránh thoát công kích của Chu Hùng. Thu phong lạc diệp. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên lần nữa, Thu Phong kiếm quyết chiêu thứ hai thi triển ra. Trường kiếm trong tay rung động, từng đạo kiếm khí như gợn sóng phá không mà ra, hình thành một đạo kiếm khí phong bạo, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Dưới một kiếm này, bông tuyết trên không đột nhiên dừng lại, sau đó vô hình biến mất, tất cả đều bị kiếm khí chấn thành bột mịn. Nhị trọng kiếm thế, đám người xem trận chiến hít vào ngụm khí lạnh, đột phá chiến tông cảnh, người lĩnh ngộ không ít. Trong 10 người thì 9 người có thể lĩnh ngộ. Nhưng có thể lĩnh ngộ nhị trọng thế, vạn người không được một, huống chi tại chiến tông cảnh trung kỳ liền lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế. Chu Hùng kinh biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt, muốn trốn tránh,
nhưng sóng của kiếm khí kia quá mức tấn mãnh, muốn tránh cũng không kịp, trong lúc cấp bách chỉ có thể thi triển toàn lực, một đao nghênh lên. Cuồng lang, cơ hồ Chu Hùng một đao dùng hết toàn lực, đối phương lĩnh ngộ nhị trọng kiếm thế, hắn cũng không dám khinh thường. Ầm ầm, đao khí cùng kiếm khí va chạm mãnh liệt, nhấc lên từng đợt phong bạo, cuồng phong gào rít giống như hung thú tê minh. Chu Hùng rút lui vài chục bước, lúc này mới ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, toàn thân hắn lưu lại vô số vết thương, miệng thở phì phò. Trước hôm nay, hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ bị một tiểu tử từ vương triều đến bước đến mức độ này. Giờ phút này, hắn đã chậm rãi tỉnh táo hơn, hắn biết bản thân không thể nào là đối thủ của Tiêu Phàm, chém giết Trương Nhiễm xong, người kế tiếp chính là hắn. Trước tiên hắn nghĩ đến trốn, tuy nhiên lại phát hiện, bốn phía không thấy bóng dáng Tiêu Phàm, chỉ có đám người với thần sắc trợn mắt hốc mồm. Chu Hùng thầm hô không hay, kinh hãi quay đầu nhìn lại. Sau lưng hắn phát hiện một khuôn mặt tươi cười, chỉ là nụ cười này với hắn mà nói, chính là nụ cười tử thần. Thu ý Khô Vinh, một tiếng quát nhẹ vang lên, từng dãy kiếm khí dập dờn tới vây Chu Hùng vào giữa, sau đó đột nhiên áp sát vào. Phốc phốc, máu tươi bắn tung tóe, vô số kiếm khí đều bắn vào cơ thể Chu Hùng. Con người Chu Hùng kinh hoàng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, đáng tiếc chỉ thấy một đạo bóng lưng đi xa. Thật không nên, nhìn qua cái bóng lưng đi xa kia, Chu Hùng dùng hết toàn lực phun ra mấy chữ, rốt cục không cam lòng ngã xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 9.